Chương 31 Ba giọt hoàng dương bảo dịch Năm mươi khỏa voi lớn hạt giống Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio Ta hiện tại bộ dáng này trở về, người trong thôn đoán chừng biết coi ta là làm quái vật. Nhìn xem chính mình toàn thân dính đầy máu tươi, rất giống cái người máu, Lâm Dương khóe miệng lộ ra một chút bất đắc dĩ. Sau đó, Lâm Dương nhìn trên mặt đất mấy cổ cự viên thi thể, ánh mắt lộ ra cực nóng tia sáng tranh thủ thời gian xử lý, không phải vậy chờ sẽ còn có cái khác hung thú muốn đi qua. Trong tay màu đen phù văn chớp động, Lâm Dương tiếp tục thi triển ra đại thôn phệ thuật, bắt đầu thôn phệ cái này mấy đầu cự viên thi thể. Sau một lát, cái này mấy đầu máu vượng huyết khí tinh hoa liền trực tiếp bị Lâm Dương thôn phệ cái tinh hoa, từng cái hóa thành thay khô, màu bạc da lông cũng là mất đi nguyên bản ánh sáng lộng lẫy. Mà Lâm Dương thì là nhìn xem trong cơ thể ngưng tụ ra ba giọt hoàng dương bảo dịch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hưng phấn dáng tươi cười tại trên mặt máu đỏ tươi nước động chiếu rọi thời khắc này lâm dương rất giống một cái ma đồng nhìn rất là quỷ dị khiến người rùng mình nên đi ngày mai lại đến lâm dương ánh mắt hướng phía trong núi rừng nhìn lại đã có không ít hung thú dọc theo mùi máu tươi hướng phía bên này chạy tới hắn giờ phút này kinh lịch luân phiên đại chiến đã có chút sức cùng lực kiệt không thích hợp lại chiến đấu bởi vậy Lâm Dương trực tiếp đường cũ trở về, hướng phía rừng rậm nguyên thủy bên ngoài chạy đi. Có Liễu Thần cho lá liễu che lấp lại, Lâm Dương trên người mùi máu tươi có thể rất tốt ẩn giấu đi, bởi vậy trên đường đi ngược lại là không tiếp tục gặp gỡ cái khác hung thú. Sau nửa canh giờ, một đạo thân ảnh kiều tiểu từ bên trong đại hoang chạy ra, toàn thân che kín huyết dịch, nhìn rất đáng sợ. Lâm Dương hướng thẳng đến thạch thôn phương hướng chạy đi, trên đường nhìn thấy một dòng suối nhỏ, trực tiếp nhảy vào. Đem trên người mình huyết dịch rửa sạch sẽ. Tỷ tỷ, ta về đến rồi. Một lát sau, Lâm Dương xuất hiện tại thạch thôn cửa thôn, đối lên trước mắt cực lớn Liễu Mộc hô. Xem ra, ngươi thu hoạch không ít. Liễu thần âm thanh rất nhanh tại Lâm Dương trong đầu vang lên. Hắc hắc, vẫn được. Lâm Dương cười hắc hắc, sau đó đem chính mình tại bên trong đại hoang kinh lịch theo cây Liễu nói một lần. Nhờ có tỷ tỷ truyền cho ta chân hoàng ấn bằng không, ta chỉ có thể ngoan ngoãn chạy trốn. Lâm Dương có chút may mắn nói. Đối mặt bầy cử viên thực lực, nếu không có chân hoàng ấn hộ thể, Lâm Dương chỉ sợ thật đúng là chỉ có thể chạy trốn. Tuổi còn trẻ, liền có thể tại bên trong đại hoang tới lui tự nhiên, ngươi rất không tệ, cho dù là năm đó những thái cổ di chủng đó cùng ngươi so sánh, cũng là kém xa. Liễu thần âm thanh tràn ngập tán thưởng, đối Lâm Dương rất là xem trọng. Đối với cái này, Lâm Dương không ngạc nhiên chút nào, chính mình thế nhưng là tu luyện thần tượng trấn mục kình loại này vô thượng luyện thể thần công, chỉ là thái cổ di chủng, làm sao có thể cùng hắn so sánh. Tương lai, không cần nói gặp gỡ cái gì thuần huyết thái cổ di chủng, vẫn là thái cổ hung thú, Lâm Dương thế tất yếu dùng một quyền của mình nắm đấm thét, đạp nát bọn chúng xương sọ. Tỷ tỷ, ta phân ngươi một giọt hoàng dương bảo dịch đi. Sau đó, Lâm Dương lòng bàn tay xuất hiện một giọt thuần chất lỏng màu vàng. Hắn nện bước chân ngắn nhỏ tới gần liễu thần, sau đó đem thuần chất lỏng màu vàng ống đánh vào liễu thần trong cơ thể. Theo màu vàng hoàng dương bảo dịch nhập thể, tản mát ra ánh sáng sáng chói, một cổ cường đại sinh cơ lực lượng bộc phát. Một lát sau, liễu thần cái kia gặp lôi kiếp mà biến cháy đen thân thể, một khối lớn cháy đen rơi xuống, lộ ra bên trong như là vảy rồng mới tinh vỏ cây. Không tệ, Ngươi Hoàng Dương Bảo Dịch đã có bộ phận Hoàng Dương Tiên Thảo công hiệu, đợi một thời gian, ngươi nhất định có thể tiến hóa thành là chân chính Hoàng Dương Tiên Thảo. Cảm thụ được chính mình biến hóa trên người, Liễu Thần âm thanh mang theo một tia khen ngợi, tại Lâm Dương trong đầu vang lên. Ta cũng hy vọng sẽ có một ngày này. Nghe vậy, Lâm Dương trên mặt lộ ra mỉm cười, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Tiên dược, cái kia thế nhưng là linh dược tiến hóa cao nhất tồn tại nếu là mình trở thành trong truyền thuyết vô thượng tiên dược, liền có thể ngưng tụ ra hoàng dương tiên dịch. Một giọt hoàng dương tiên dịch đủ để tạo nên một tên chân thần. Đóng lấy, Lâm Dương tại dưới cây liễu mặt ngồi xếp bằng xuống, hắn muốn đem trong cơ thể còn lại hai giọt hoàng dương bảo dịch tiêu hóa, ở trong người thức tỉnh ra càng nhiều voi lớn hạt giống. Thôi động thần tượng trấn ngục kình, một nháy mắt, trong cơ thể hai giọt hoàng dương bảo dịch hóa thành chất dinh dưỡng, du tẩu tại Lâm Dương toàn thân các nơi. Tại cổ lực lượng này phía dưới, Lâm Dương cảm giác nhục thân của mình giống như lấy được thoải mái, toàn thân vô số hạt nhỏ bắt đầu tách ra sáng chói thần quang. Rống. Sau một khắc, một đạo giống như thái cổ voi lớn âm thanh bỗng nhiên tại Lâm Dương trong cơ thể vang lên. Cứ như vậy một nháy mắt, tại Hoàng Dương bảo dịch hóa thành năng lượng tác dụng dưới, Lâm Dương trong cơ thể lập tức thức tỉnh ra một viên voi lớn hạt giống. Một cổ lực lượng khổng lồ nháy mắt tràn vào lâm dương trong cơ thể nhưng cái này vẫn chưa xong hoàng dương bảo dịch năng lượng ẩn chứa cực kỳ khủng bố cho dù là thức tỉnh ra một viên voi lớn hạt giống còn có đại lượng năng lượng còn lại năng lượng khổng lồ vẫn như cũ tác dụng tại lâm dương trên thân cảm nhận được tất cả những thứ này lâm dương trong lòng lập tức cuồng hỉ kích động không thôi hết sức chăm chú tiếp nhận của lực lượng này thoải mái rống cũng không lâu lắm Lâm Dương trong cơ thể chính là lại lần nữa truyền đến một tiếng voi lớn viễn cổ gào thét thanh âm. Lại là một viên voi lớn hạt giống thành công thức tỉnh. Quen thuộc cự lực nháy mắt tràn vào Lâm Dương trong cơ thể, để hắn cảm thấy một hồi cực hạn sảng khoái. Rống. 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 Sau đó, tại hai giọt Hoàng Dương bảo dịch năng lượng khổng lồ tác dụng dưới, Lâm Dương trong cơ thể cách mỗi khoảng khắc liền biết thức tỉnh ra một viên voi lớn hạt giống thẳng đến Lâm Dương liên tục thức tỉnh ra 10 khỏa voi lớn hạt giống về sau, ở trong cơ thể hắn năng lượng khổng lồ mới tiêu hao hoàn tất. Cảm giác được trong cơ thể cái kia cổ năng lượng khổng lồ biến mất, Lâm Dương có chút vẫn chưa thỏa mãn, loại lực lượng này tăng vọt cảm giác, thực tế là quá thoải mái. Lâm Dương chậm rãi đứng dậy, trong cơ thể lập tức vang lên một hồi lóc bóp tiếng sấm thanh âm. Trắng nõn nắm đấm nắm chặt, Lâm Dương có thể cảm nhận được trong cơ thể mình ẩn chứa lực lượng kinh khủng. 10 khỏa voi lớn hạt giống, đại biểu cho một triệu cân cự lực. Vẹn vẹn một đêm thời gian, Lâm Dương trong cơ thể chính là tăng trưởng triệu cân cự lực. Không thể không nói, thần tượng trấn ngục kình môn công pháp này, thực tế là quá khủng bố. Hắn giờ phút này, trong cơ thể tổng cộng đã thức tỉnh 50 khỏa voi lớn hạt giống. Một viên voi lớn hạt giống đại biểu cho 100.000 cân cự lực. 50 khỏa voi lớn hạt giống chính là 5 triệu cân cự lực ai có thể nghĩ tới lâm dương cái này thân thể nho nhỏ bên trong vậy mà ẩn chứa kinh khủng như vậy đáng sợ cự lực cứ theo đà này không được lệnh bao lâu lâm dương liền có thể trở thành một tôn tồn tại cực kỳ đáng sợ người tu luyện công pháp rất khủng bố rất cường đại tựa hồ là nhục thân thành thánh vô thượng pháp môn lâm dương biến hóa trên người một bên liễu thần tự nhiên là phát giác được mang theo thanh âm kinh ngạc tại lâm dương trong đầu vang lên tỷ tỷ, ngươi muốn học không? Ta dạy cho ngươi. Lâm Dương nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía liễu thần, đối với liễu thần, trong lòng của hắn không có tàn tư ý nghĩ, đã đem liễu thần xem vì chỗ dựa của mình, cái kia chỗ dựa càng mạnh, chính mình mới càng an toàn. Ta có chính mình Pháp, ngươi tu luyện Pháp không thích hợp ta. Liễu thần âm thanh âm vang lên, cũng không có tiếp nhận Lâm Dương hảo ý. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 32 Nửa năm Thực lực đại tiến Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Trong nháy mắt, từ Lâm Dương mới vào đại hoang về sau, lại là thời gian nửa năm đi qua. Hôm nay, đêm tối giáng Lâm về sau, Lâm Dương lại một lần len lén từ trên giường đá đứng lên. Lâm Dương, ngươi lại muốn đi ra ngoài a? À? Đúng lúc này, tiểu bất điểm đột nhiên tỉnh lại, mở to đen nhánh mắt to, chăm chú nhìn chầm chầm Lâm Dương. Tiểu bất điểm, ngươi không ngủ à, Lâm Dương có chút kinh ngạc nhìn tiểu bất điểm, chợt gật gật đầu. Ừm, có thể hay không mang ta cùng đi, ta cũng nghĩ đi cùng hung thú chiến đấu. Tiểu bất điểm nhỏ mang trên mặt vẻ hưng phấn, có chút mong đợi nhìn xem Lâm Dương. Từ khi hai tháng trước, tiểu bất điểm nửa đêm bị ngẹn nước tiểu tỉnh, hắn liền phát hiện Lâm Dương thường xuyên ban đêm ra ngoài bí mật. Lâm Dương thấy tiểu bất điểm phát hiện, cũng không giấu giếm hắn, nói mình là lên núi cùng hung thú chiến đấu hơn nữa còn lấy bảo thuật dụ hoặc tiểu bất điểm để hắn chớ nói ra ngoài không được ngươi còn nhỏ chờ ngươi lại dài lớn hơn một chút liền dẫn ngươi đi lâm dương lắc đầu trực tiếp cự tuyệt tiểu bất điểm yêu cầu nửa năm qua này tiểu bất điểm cũng đã ba tuổi rưỡi nhiều tại lâm dương bồi dưỡng phía dưới học xong rất nhiều hoàn chỉnh bảo thuật một thân chiến lực đã hơn xa thạch thôn đội đi săn cho dù là đội trưởng thạch lâm hổ cũng không là tiểu bất điểm đối thủ nhưng lâm dương tiến vào chính là đại hoang chỗ sâu bên trong có không ít bá chủ cấp hung thú lấy tiểu bất điểm thực lực bây giờ nhưng không cách nào tới đối kháng tiểu bất điểm có chút không tình nguyện nhìn xem lâm dương so với mình không cao hơn bao nhiêu thân thể nghĩ thầm ngươi cũng không có lớn hơn ta nhiều ít a à. bất quá vừa nghĩ tới lâm dương lực lượng kinh khủng kia tiểu bất điểm liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại cấp độ kia ta năm tuổi về sau tộc trưởng gia gia cho ta tẩy lễ về sau ngươi nhất định muốn mang ta đi tiểu bất điểm nói tốt đến lúc đó nhất định dẫn ngươi đi chúng ta kề vai chiến đấu chém hung thú ăn miếng thịt bự uống từng ngụm lớn sữa lâm dương rất sảng khoái đáp ứng còn làm ra cam đoan tốt một lời đã định nghe lâm dương nói tới tràn cảnh tiểu bất điểm mắt to không khỏi lộ ra vẻ mơ ước. Đáp lấy bóng đêm, Lâm Dương rời đi sân nhỏ, tại cửa thôn theo liễu thần lên tiếng chào về sau, chính là nền bước chân ngắn nhỏ, trực tiếp tiến vào một mảnh rừng rậm nguyên thủy bên trong. Đêm đã khuya, một mảnh đen kịt, cảnh vật không thể gặp. Nhưng trong núi cũng không yên tĩnh, mảnh thú gào thét, chấn động núi sông, vạn mộc trung rẩy, loạn lá rơi lạ chả. Rống. Rống. Rống núi rừng chấn động hung thú tàn gờ rờ tà -o, o o o một lát sau mảnh rừng núi này cuối cùng yên lặng một chút lâm dương ánh mắt trước mắt năm đầu cự lang trên thi thể quét qua khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng thu hoạch rất tốt sau đó hắn liền là chuẩn bị tiến lên đem cái này mấy đầu cự lang thi thể nuốt chửng lấy rơi nhưng vào lúc này ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía một bên mênh mông rừng cây mơ hồ trong đó cảm nhận được một cổ khí tức nguy hiểm. Đúng lúc này, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt. Đột nhiên, một đạo như thiểm điện thân ảnh từ trong rừng cây lướt ầm ầm ra, trong chớp mắt chính là lướt ra khỏi vài chục trượng, trực tiếp đâm vào khoảng cách Lâm Dương cách đó không xa một bộ cự lan trên thi thể. Lâm Dương tập trung nhìn vào, đạo này tự như ti chớp thân ảnh, rõ ràng là một đầu màu bạc cự ngạc, thân thể có tới 20 trượng, toàn thân che kín sắc bén sáng loáng tránh vẫy màu bạc, mỗi phiến vẫy màu bạc phần đuôi đều uốn lượn ra, như là một đạo câu tử. Rống. Đinh tai nhức ốc tiếng thú gào phóng lên tận trời, màu bạc cự ngạc bỗng nhiên há miệng máu, lộ ra xếp ngay ngắn như là kiếm trăng nhọn, có tới mấy trượng dài. Bá chủ cấp hung thú. Nhìn trước mắt vô cùng hung mảnh màu bạc cự ngạc, lâm dương trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trước mắt đầu này màu bạc cự ngạc, hẳn là vùng này biển rừng bên trong bá chủ, thực lực tuyệt đối không kém gì lúc trước cực lớn hung cầm cùng hoàng kim cự hổ lâm dương khuôn mặt nhỏ ngưng trọng nhưng trong lòng là cũng không kinh hoảng ngược lại là lộ ra một ti chiến ý nửa năm qua này lâm dương thực lực cũng có tăng lên cực lớn lại chữa trị mấy môn bảo thuật thực lực có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất mặc dù còn chưa cùng chân chính bá chủ cấp hung thú chiến đấu nhưng lâm dương cũng là có lòng tin này đem trước mắt đầu này màu bạc cự ngạc trực tiếp đánh chết. Răng rắc. Theo một tiếng rùng mình đứt gãy thanh âm, tại màu bạc cự ngạc bên cạnh cổ kia cự lan thi thể nháy mắt đứt gãy. Phốc. Màu bạc cự ngạc trăng kiếm trực tiếp xuyên thủng cự lan thi thể, ăn như gió cuốn thôn phệ lấy cự lan huyết nhục, mùi máu tươi phóng lên tận trời, vô cùng gây mũi. Nhìn xem một màn này, Lâm Dương hơi sững sờ, chợt một cổ cực lớn lửa giận bay thẳng thiên linh cái tốt ngươi cái súc sinh, thật to gan, lại dám ăn con mồi của ta. Lâm Dương giận, cái này cự lan thế nhưng là hắn ra sức chém vết sau chiến lợi phẩm. Cái này màu bạc cự ngạc quả thực quá vô sĩ. Lại dám ở ngay trước mặt hắn, cứ như vậy hưởng dụng chiến lợi phẩm của mình. Đây là làm mình không tồn tại a. À? Nhìn trước mắt đầu này màu bạc cự vô bá lại dám hưởng dụng chiến lợi phẩm của mình, Lâm Dương biểu hiện rất là phẫn nộ. Sau một khắc, Lâm Dương trong tay Phù Văn hiện lên, phát ra ánh sáng sáng chói, cuối cùng trên thân xuất hiện một đạo vân tước hư ảnh, trực tiếp bay lên trời, hướng phía màu bạc cự ngạc đánh tới. Đây là vân tước bảo thuật, nửa năm qua này, Lâm Dương đã sớm đem nó chữa trị, thành một môn hoàn chỉnh bảo thuật. Màu bạc cự ngạc lộ ra nhưng đã thông linh trí, thấy Lâm Dương hướng phía chính mình vọt tới, lập tức định chỉ tiếp tục nuốt ăn cự viên thi thể, cảnh giác. Rống màu bạc cự vô bá thì là trực tiếp há miệng máu, xếp ngay ngắn sắc bén răng kiếm trực chỉ bầu trời, phát ra một đạo đinh tai nhức ốc tiếng gào thét, sau đó hướng thẳng đến lâm dương vọt tới. Cạch! Cạch! Màu bạc cự vô bá nằm rạp bò qua, bùng máu văng khắp nơi. Thú rít gào rung trời, núi rừng rung rung. Nắm, đoạt chiến lợi phẩm của ta, còn dám hung ác như thế. Thấy màu bạc cự ngạc khí thế hùng hổ hướng phía chính mình cái gì đến, Lâm Dương rất tức giận, thi triển Vân Tước Bảo Thuật, tốc độ cực nhanh tiến lên. Rất nhanh, một người một thú, một lớn một nhỏ, hai thân ảnh trực tiếp chạm mặt. Chết đi cho ta. Tới gần màu bạc cự ngạc về sau, Lâm Dương lại thi triển ra Chân Hoàng Ấn, một đầu cực lớn chân hoàng hư ảnh tại Lâm Dương trên thân hiện ra. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn thức tỉnh ra tới tất cả voi lớn hạt giống toàn lực bộc phát. Trong mơ hồ có thái cổ voi lớn hư ảnh bắn ra tại Lâm Dương đỉnh đầu, một cổ kinh khủng cự lực gia trì tại trên hai tay, Lâm Dương trắng nõn trên nắm tay lập tức tản mát ra sáng chói vô cùng ánh sáng. Rống. Trong cơ thể truyền đến thái cổ voi lớn gào thét thanh âm, Lâm Dương quơ tia sáng bao phủ nắm đấm, như là một viên chói mắt ngôi sao, thế không thể đỡ hướng phía vọt tới màu bạc cự ngạc hung hăng đập tới. Rống. Nhìn lấy nhân loại trước mắt con non màu bạc cự ngạc không sợ chút nào, ngửa mặt lên trời gào thét. Màu bạc cự ngạc cái kia thân thể khổng lồ phía trên, sắc bén sáng loáng tránh màu bạc lân phiến múa tung, tự như vô số thanh múa tung đao nhọn, xé mở mãnh liệt mà đến khí kình, hướng phía lâm dương thân thể bổ nhào mà đi. Sau một khắc, lâm dương nhỏ nhắn xinh sáng thân thể cùng màu bạc cự ngạc cái kia thân thể cao lớn trực tiếp đụng vào nhau. Theo một đạo chói tai kim thiết đang xen tiếng vang lên, sáng chói tia lửa tung tóe, giống như mấy trăm trượng thiên địa đều giống như đang khe khẽ rung rẩy. Phanh phanh phanh. Một người một thú bắt đầu điên cuồng chém giết, màu bạc cự ngạc cái kia sắc bén vô cùng lân giáp trên mặt đất từng đạo từng đạo ngấn sâu, lâm dương mỗi một quyền rơi xuống, toàn bộ núi rừng đều phản phất tại chấn động, một bên một chút ăn dư bình thường hung thú tại đây cổ kình khí càng quét phía dưới, trực tiếp thân thể bạo liệt mà chết. Nóng hổi máu tươi chảy xuôi xuống, cả phiến thiên địa ở giữa mùi máu tươi càng thêm gây mũi. Lâm Dương cùng màu bạc cự ngạc điên cuồng chém giết, kinh khủng kình khí như là như vòi rồng quét ngang ra, nhấc lên từng mảnh mưa máu, trong núi rừng thỉnh thoảng truyền đến hung thú tiếng kêu thảm thiết. Tại mùi máu tươi kích thích phía dưới, thời khắc này Lâm Dương cũng là có chút điên cuồng lên, thả người nhảy lên, trực tiếp ngồi tại màu bạc cự ngạc trên lưng, cua bị bảo quan bao phủ trắng nõn nắm đấm, hướng về phía màu bạc cự ngạc đầu điên cuồng đập mạnh phanh phanh phanh. Chỉ một thoáng, một hồi kim thiết đang xen thanh âm vang vọng núi rừng, tia lửa văng khắp nơi, đinh tai nhức ốc. Rống. Màu bà cự ngạc bị đau, ngửa mặt lên trời gào thét, đinh tai nhức ốc trích gào âm thanh như sấm nổ vang vọng ở trong thiên địa. Sau một khắc, màu bà cự ngạc thân thể khổng lồ đột nhiên hất lên, đem lầm dương nhỏ nhắn xinh xắn thân thể từ trên lưng mình vung ra vài chục trượng khoảng cách. Móa nó, hôm nay tiểu gia không phải làm thịt ngươi không thể. Lâm Dương nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhanh chóng đứng lên, một lần nữa nắm đấm, chứa đầy lực lượng toàn thân, thả người nhảy lên, hướng về phía màu bạc cự ngạc hung hăng đập tới. Lâm Dương đem chân hoàng ấn thôi động đến cực hạn, toàn thân voi lớn hạt giống toàn bộ nở rộ, kinh khủng cự lực gia trì, Lâm Dương liền như là trên chín tầng trời rơi thẳng xuống ngân hà, hướng phía màu bạc cự ngạc đánh xuống xuống. Rống. Màu bạc cự ngạc cái kia đỏ như máu hai mắt, trừng mắt cái kia mang theo kinh thiên khí thế giáng xuống nhân loại con non, phát giác được một chút bất an cùng nguy hiểm. Theo một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét, màu bạc cự ngạc trên thân bỗng nhiên biến ngân quang lóng lánh, sáng chói tia sáng trắng phủ lên toàn bộ hư không. Sau đó, toàn thân nó cái kia như móc câu màu bạc lân phiến đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc dài ra. Thẳng đến cuối cùng, màu bạc cự ngạc trên thân đã bao trùm lấy một tầng dài đến mấy trường phía trên màu bạc cây gai nhọn khổng lồ. Thân thể cao lớn lăn lộn, màu bạc cự ngạc mang theo đủ để hủy diệt như núi cao khí thế khủng bố, hướng phía lâm dương trấn áp tới. Thời khắc này màu bạc cự ngạc đã triệt để phát cuồng. Rất nhanh, lâm dương nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, trực tiếp cùng màu bạc cự ngạc cái kia thân thể cao lớn, hung hăng đụng vào nhau. Len keng. Tại va chạm nháy mắt, phạm vi mấy trượng bên trong thiên địa phản phất tại lúc này đều nhẹ rung mấy cái, để người tê cả da đầu dư ba nhanh chóng quét ngang ra, mang theo cùng cùng tiếng oanh minh. Từng đạo từng đạo nửa trượng rộng vết trách trên mặt đất nhanh chóng lan tràn ra, mưa máu vẫy ra, các bay đi thạch. Cùng bạo khí kinh tứ ngược, màu bạc cự ngạc phẫn nộ gầm thét, trên thân cái kia tăng vọt vẫy màu bạc chính lấy một loại cực đoan tốc độ rụng xuống. Một cổ cùng bạo vô cùng lực lượng kinh khủng càng quét màu bạc cự ngạc, hung hăng đem nó trấn áp. Chỉ một thoáng, máu tươi bão táp, màu bạc cự ngạc cái kia điếc tai điên cuồng gào thét âm thanh lập tức im bặt mà dừng. Sau một khắc, màu bạc cự ngạc thân thể khổng lồ đột nhiên ra sức hất lên, đem trên đầu ngay tại công kích mãnh liệt Lâm Dương trực tiếp quăng bay ra đi. Tại Lâm Dương cái kia ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú, màu bạc cự ngạc cái kia phản phất giống như núi cao thân thể hướng phía cách đó không xa mênh mông biển rừng bên trong điên cuồng bỏ chạy. Oanh! Oanh. Oanh. Màu bạc cự ngạc những nơi đi qua, trời xanh đại thụ ào ào liên miên sụp đổ. Nhưng lại tại chạy đi hơn 10 trượng khoảng cách về sau, màu bạc cự ngạc cái kia thân thể cao lớn cũng là đột nhiên ngược lại sụp đổ xuống. Vạn lá bay tán loạn, cuồn cuộn các bụi, phóng lên tận trời. Mặc dù là như thế lớn thanh thế, cũng không chút nào có thể che giấu màu bạc cự ngạc cái kia thân thể khổng lồ, máu đỏ tươi tuôn ra xuống, cùng phong thổi qua, Mang theo gây mũi mùi máu tươi hô nhìn xem màu bạc cự ngạc ngã xuống thân thể lâm dương thở vào một hơi sau đó trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn đây là hắn lần thứ nhất cùng bá chủ cấp hung thú chiến đấu rất rõ ràng trận chiến đấu này là hắn toàn thắng sau đó lâm dương đi tới trong tay màu đen phù văn chấp động tản mát ra quỷ dị khí lưu màu đen đem màu bạc cự ngạc thi thể trực tiếp thôn phệ hết sau một lát lâm dương nhìn xem trong cơ thể thêm ra đến bốn giọt hoàng dương bảo dịch trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười cái này bá chủ cấp hung thú quả nhiên phi phàm hấp thu tinh lực của nó tinh hoa về sau thế mà để lâm dương trực tiếp thêm ra bốn giọt hoàng dương bảo dịch tăng thêm trong cơ thể trước kia liền có một giọt bây giờ lâm dương trong cơ thể đã có năm giọt hoàng dương bảo dịch không sai biệt lắm nên trở về đi lâm dương có chút hưng phấn Đem trong cơ thể Hoàng Dương Bảo dịch tiêu hóa về sau, mình thực lực lại có thể tăng lên một mảng lớn. Lâm Dương thi triển Vân Tước Bảo thuật, nhanh chóng hướng phía rừng rậm nguyên thủy bên ngoài bay đi, sau một lát, chính là trực tiếp trở lại thạch thôn. "Tỷ tỷ, ta hôm nay thu hoạch rất lớn, chém giết một đầu bá chủ cấp hung thú." Đi tới Liễu Thần phía dưới, Lâm Dương rất là hưng phấn nói chính mình hôm nay chiến tích. "Ngươi trưởng thành tốc độ rất nhanh, đã vượt xa dự liệu của ta." Liễu thần âm thanh tại Lâm Dương trong đầu vang lên, trong giọng nói mang theo sợ hãi tháng phục. Lâm Dương trưởng thành, nàng thế nhưng là một mực nhìn ở trong mắt, thực lực tăng lên cấp tốc, cho dù là nàng cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi tháng phục. Hắc hắc, tỷ tỷ, tương lai ta trở nên cường đại, nhất định tìm tới càng nhiều bảo vật, thần liệu, đến nhường ngươi khôi phục thực lực. Lâm Dương thân mật ông liễu thần cành, lời thề son sắc bảo đảm nói. Tỷ tỷ, ta phần ngươi một giọt hoàng dương bảo dịch đi. Sau đó, Lâm Dương tâm niệm vừa động, đem một giọt vàng ống ánh hoàng dương bảo dịch đánh vào liễu thần trong cơ thể. Theo hoàng dương bảo dịch tiến vào liễu thần trong cơ thể, cực lớn liễu trên cây, cái kia phiến còn sót lại không nhiều cháy đen khu vực cũng là tùy theo rớt xuống, lộ ra tân sinh vẫy rồng vỏ cây. Nửa năm qua này, Lâm Dương đã tại liễu thần trong cơ thể đánh vào không dưới 10 giọt hoàng dương bảo dịch tại hoàng dương bảo dịch thẩm thấu vào liễu thần trên thân bởi vì bị lôi kiếp đập tới cháy đen khu vực mấy ư đã hoàn toàn tróc ra từ bên ngoài nhìn cả viên liễu mộc giống như tỏa ra vô tận sinh cơ giống như đã hoàn toàn khôi phục nhưng lâm dương biết rõ liễu thần muốn phải khôi phục thực lực chỉ dựa vào bản thân hoàng dương bảo dịch là còn thiếu rất nhiều chính mình hoàng dương bảo dịch chỉ có thể đưa đến rất yếu ớt tác dụng sau đó lâm dương trực tiếp xếp bằng ở dưới cây liễu mặt bắt đầu tiêu hóa trong cơ thể còn lại bốn giọt hoàng dương bảo dịch. Nửa năm qua này, Lâm Dương thường xuyên tiến vào đại hoang nội bộ chém giết hung thú, thực lực tăng lên cực nhanh. Lúc này, trong cơ thể hắn sắc nhưng đã thức tỉnh ra đầy đủ 100 khỏa voi lớn hạt giống. Một viên voi lớn hạt giống đại biểu cho 100.000 cân cự lực. 100 khỏa voi lớn hạt giống thì là đại biểu cho bây giờ Lâm Dương đã có được chục triệu cân cự lực theo Lâm Dương vận chuyển thần tượng trấn ngục kình, không ngừng tiêu hóa trong cơ thể Hoàng Dương bảo dịch. Hống hống hống. Rất nhanh, trong cơ thể hắn chính là vang lên từng tiếng thái cổ voi lớn gào thét thanh âm. Sau đó, từng đạo từng đạo kinh nhưng khủng cự lực tràn vào trong cơ thể của hắn. Sau nửa canh giờ, Lâm Dương chậm rãi mở hai mắt ra, con người đen nhánh biến cực kỳ sáng tỏ. Bốn giọt hoàng dương bảo dịch, đầy đủ để hắn thức tỉnh hai mươi khỏa voi lớn hạt giống tăng thêm nguyên bản 100 khỏa voi lớn hạt giống. Lúc này Lâm Dương trong cơ thể đã thức tỉnh đầy đủ 120 khỏa voi lớn hạt giống. Hệ thống, kéo ra giao diện thuộc tính. Sau đó, Lâm Dương câu thông hệ thống. Theo Lâm Dương vừa mới nói xong, một màn ánh sáng tại trước mắt hắn hiện ra. Ký chủ. Lâm Dương lai lịch. Hoàng Dương Thảo, bản nguyên độ tinh khiết 25%. Cảnh giới, trân quý bảo dược năng lực. Ngưng tụ hoàng dương bảo dịch, ngũ sắc thần quan, đại thôn phệ thuật, đại trị liệu thuật, cự lực bảo thuật, không trọng vẹn chân hoàng bảo thuật. Chân hoàng ấn, thạch quy bảo thuật, hỏa giao bảo thuật, vân tước bảo thuật, không trọng vẹn ma viên bảo thuật công pháp. Thần tượng trấn ngục kình bảo vật. Không sủng vật. Không đa, tiến hóa đến trân quý bảo dược. Nhìn trước mắt giao diện thuộc tính, Lâm Dương có chút ngạc nhiên không nghĩ tới chính mình thức tỉnh ra 120 khỏa voi lớn hạt giống về sau, cảnh giới cũng từ bình thường bảo dược tăng lên tới trân quý bảo dược, bản nguyên độ tinh khiết cũng là tăng lên tới 25%. Nửa năm qua này, Lâm Dương cũng tiêu hao không ít hoàng dương bảo dịch, tới chữa trị tộc trưởng Thạch Vân Phong giao cho hắn rất nhiều không trọn vẹn bảo thuật. Trong đó vân tước bảo thuật, thạch quy bảo thuật, hỏa giao bảo thuật đã sớm bị hắn chữa trị hoàn tất, thậm chí đã truyền cho thạch vân phong cùng tiểu bất điểm mà còn lại ma viên bảo thuật cũng nhanh, đoán chừng còn cần một chút năng lượng, liền có thể hoàn toàn chữa trị. Nghĩ tới đây, Lâm Dương nhìn xem trong cơ thể còn thừa lại không ít vũ khí màu vàng ống, lúc này bắt đầu chữa trị môn này ma viên bảo thuật. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 33 Tiểu thần y nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tộc trưởng Gia Gia, đây là ma viên bảo thuật, ta đã chữa trị tốt rồi trong sân lâm dương tìm tới ngay tại nấu chính sữa thú thạch vân phong đem một phần cốt thư đưa cho hắn cái gì ma viên bảo thuật ngươi cũng chữa trị tốt rồi thạch vân phong nghe vậy lập tức vui mừng quá đổi, vội vàng tiếp nhận lâm dương đưa tới cốt thư một mặt kích động liếc nhìn quả nhiên là bản đầy đủ ma viên bảo thuật như thế huyền ảo sao không trọn vẹn bản bảo thuật chính là mạnh hơn thạch vân phong liếc nhìn trong tay cốt thư trầm mê trong đó không kìm được vui mừng khoảng thời gian này, Lâm Dương đem không trọn vẹn bảo thuật chữa trị tốt rồi về sau, sẽ gặp đem nó khắc ấn tại cốt thư phía trên, đây cũng là vì thạch thôn lưu lại một phần truyền thừa đi. Tộc trưởng Gia Gia, đừng nhìn, sữa thú đều dán. Đúng lúc này, ngồi sổm ở một bên, một đôi mắt to nhìn chầm chầm vào bình gốm bên trong sữa thú tiểu bất điểm nhắc nhở. Thạch Vân Phong nghe vậy, lập tức lấy lại tinh thần. Ngươi nhìn ta, nhìn quá nhập thần, liền sửa thú đều quên đi. Thạch Vân Phong vội vàng hướng sữa thú bên trong gia nhập tất cả trồng cổ dược, khuấy hợp lại cùng nhau tiến hành nấu chín. Sau một lát, một bình gốm thơm ngào ngạt sữa thú chính là nấu chín ra tới. Thơm quá a! À. Một bên Tiểu Bất Điểm hít mũi một cái, trên mặt lộ ra say mê dáng tươi cười. Đón lấy, Lâm Dương cùng Tiểu Bất Điểm hai người đều cầm lấy một cái thìa gỗ, bắt đầu thơm ngọt vô cùng đến uống vào bình gốm bên trong sữa thú thạch vân phong ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem hai người trong mắt lộ ra yêu thích từ khi hai người lần trước để lộ ra trời sinh thần lực về sau thạch vân phong trong lòng liền đối với tiểu bất điểm cùng lâm dương cực kỳ nhìn trúng đem hai cái sữa oa coi là thôn tương lai hy vọng theo thạch vân phong hai người sau này tất nhiên có thể trở thành cường giả tuyệt thế đặc biệt là lâm dương tuổi còn nhỏ không khỏi có thể thuần thuộc nắm giữ cốt văn càng là có thể đem không trọn vẹn bảo thuật chữa trị ngộ tính như vậy, tương lai tuyệt đối có thể đi ra đại hoang, thành vì nhân tộc một tên cường giả tuyệt thế. Chỉ là, để Thạch Vân Phong sầu lo chính là, chính mình làm như thế nào đi bồi dưỡng hai đứa bé này. Chạng vạn tối, Thạch Vân Phong cùng trong làng mấy cái tộc lão tập hợp một chỗ, thương nghị làm như thế nào bồi dưỡng Lâm Dương cùng tiểu bất điểm hai cái này ưu tú hài tử. Lâm Dương cùng Thạch Hạo hai đứa bé này, chúng ta nhất định muốn thật tốt bồi dưỡng đây là chúng ta thông cuộc khởi niềm hy vọng. Lấy hai người bọn họ trời sinh thần lực, tương lai nếu là lớn lên, tại một đối một tình huống dưới, chỉ sợ thật đúng là có thế tay không xử lý chân hống, đánh chết thuần huyết trưởng thành toan nghê. Phải biết, giống như loại kia trong truyền thuyết thái cổ hung thú chỉ cần ra tới một đầu, liền có thể dễ dàng diệt đi một cái siêu cấp đại tộc tồn tại. Một vị tộc lão có chút đáng tiếc nói. Đáng tiếc chúng ta thạch thôn nội tình vẫn là quá rớt lại phía sau, cùng những này nhân tộc đại bộ lạc căn bản không cách nào so sánh được. Đám người im lặng, sau đó gật đầu. Thạch Vân Phong nhíu mày, nói. Không tệ, Lâm Dương cùng tiểu bất điểm sinh ở chúng ta thôn xóm, thật có chút tiên thiên không đủ, cất bước điểm khá thấp, chúng ta vô pháp như những cái kia bộ tộc lớn vì hắn cung cấp thái cổ di chủng chân huyết, cùng với trong truyền thuyết Sơn Bảo, thánh dược các loại. Thạch Lâm Hổ nói hiện tại tuổi nhỏ còn tốt, nếu là cứ thế mãi, đến lúc đó coi như thật so ra kém những cái kia trong đại tộc hài tử. Thạch Vân Phong suy nghĩ một chút, nói. Theo ta hiểu rõ, tại đại địa phần cuối những cái kia cường tộc bên trong, bình thường có thiên tư hài tử đến năm tuổi lúc, biết tiến hành nhân sinh lần thứ nhất trọng yếu tẩy lễ, phong tại lưu đồng bên trong, lấy rất nhiều thánh dược, thái cổ chân huyết chờ nấu luyện nhục thân, tiến hành nhục thân tẩy lễ, dùng cái này gia tăng tiềm lực. Những người khác khẽ than thở một tiếng, nơi này dù sao chỉ là một cái thôn mà thôi, có thể nào cùng những cái kia bộ tộc lớn so sánh. Căn bản tìm không đến thánh dược cùng với trong truyền thuyết thái cổ di chủng chân huyết. Làm hết sức mà thôi, tranh thủ dết nhiều chút cự thú, để luyện ra một chút bảo huyết, chậm rãi góp nhặt, vì hai cái tiểu gia hỏa tẩy lễ làm chuẩn bị. Một vị tộc lão than nhẹ. Thạch lâm hổ nhíu mày, nâng lên một vấn đề khác, nói muốn cùng cùng những trong truyền thuyết đó lợi hại hại tử sánh vai trừ nhục thân đánh xuống kiên cố nội tình bên ngoài tu hành truyền thừa cũng là một cái vấn đề quan trọng a à. lúc này tộc trưởng thạch vân phong gật gật đầu nói cái này ta đến nghĩ biện pháp nói đến đây thạch vân phong theo bản năng sờ sờ trong ngực một khối ngọc chất xương cốt chúng người lập tức khẽ giật mình bọn họ cũng đều biết tộc trưởng năm đó cùng một ít tộc nhân đi xa từng từng tiến vào không ít thế gia vọng tộc môn đình cuối cùng lấy máu cùng sinh mệnh làm đại giá mang về một chút cốt thư chẳng lẽ có thế so sánh những cái kia siêu cấp đại tộc truyền thừa sao mười cái đồng sinh cộng tử huynh đệ chỉ có hai người cả người làm máu trở về cuối cùng cũng chỉ có tộc trưởng một người sống sót nhưng lại cũng lưu lại một thân ám tật năm đó sự tình hắn từ chưa nói tỉ mỉ qua mà người trong thôn cũng không hề hỏi kỹ năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì rõ ràng có khác một đoạn ẩn tình tại trong những ngày kế tiếp tộc trưởng thạch vân phong mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc thường xuyên nấu luyện một chút dược thảo trong sân lô đỉnh trước đến giờ liền không có dập tắt qua mùi thuốc xông vào mũi tộc trưởng gia gia ngươi không muốn quá mệt nhọc chú ý nghỉ ngơi tiểu bất điểm lông mi rất dài so tiểu nữ hài xinh đẹp rất hiểu chuyện khuyên lão nhân nghỉ ngơi không ngại sự tình thạch vân phong cười lắc đầu mấy vị tộc lão cùng Thạch Lâm hỗ chờ người biết cũng không có đối tiểu bất điểm nói thêm cái gì, hắn cũng không biết Thạch Vân Phong là tại vì tiểu bất điểm cùng Lâm Dương, tẩy lễ, làm chuẩn bị. Lâm Dương nhìn qua nguyên tác, tự nhiên biết rõ tộc trưởng Gia Gia đây là tại vì tiếp xuống, tẩy lễ, làm chuẩn bị. Chỉ là, lấy Lâm Dương bây giờ nhục thân lực lượng, căn bản không cần tiến hành cái gì, tẩy lễ, trong cơ thể hắn Hoàng Dương Bảo Dịch đã là tốt nhất tẩy lễ đồ vật nhục thể của hắn đã đến một loại cực kỳ khủng bố cấp độ. Ánh tà dương phía dưới, đội đi săn ngủ trở về, mỗi người đầu vai đều khiêng một con giả thú, mặc dù có người bị thương, nhưng bọn hắn lại đều cười cười nói nói. Tộc trưởng sân đá tọa lạc tại đầu thôn, tiểu bất điểm cùng Lâm Dương lúc này đang đứng tại cửa sân trước chơi đùa, nhìn thấy trở về đám người. À thúc các ngươi trở về nha. Tiểu bất điểm ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, trắng trắng mềm mềm, ánh mắt thanh tịnh mà đen bóng, rất có lễ phép hướng một đám người chào hỏi. đến, đây là người thích ăn nhất quả mộng, a à thúc đặc biệt vì ngươi hái. thạch lâm hổ đưa qua một cái da thú bao khỏa, mở ra sau khi bên trong đỏ rực một mảnh, mùi thơm ngát xông vào mũi, từng mai từng mai mượt mà trái cây như là từng quả ống ánh mã não đỏ. cảm ơn a à thúc. tiểu bất điểm chấp lấy mắt to, vui vẻ tiếp tới. a, à, a à thúc ngươi như thế nào thụ thương? lúc này. Tiểu bất điểm mới phát hiện, thạch lâm hổ trên lưng có một đạo rất dài vết cao, giống như là bị cái gì bị cái gì hung thú chọc vào trên lưng, lưu lại rất sâu vết thương. Không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi mấy ngày là được. Thạch lâm hổ cố nén trên lưng kịch liệt đau nhất, miễn cưỡng hướng về phía tiểu bất điểm cười cười, liền chuẩn bị đi trở về trị liệu. Chờ một chút, à hổ thúc. Lúc này, lâm dương mở miệng gọi lại hắn. Tiểu dương tử, có việc gì thế? muốn ăn trái cây theo tiểu bất điểm hai người phân thạch lâm hổ coi là lâm dương là thấy mình không có trái cây trong lòng không cao hứng lập tức cười trêu chọc nói lâm dương tự nhiên không phải vì mấy cái trái cây hắn nện bước chân ngắn nhỏ khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nhìn xem thạch vân phong trên lưng vết thương chợt duỗi ra tay nhỏ âm thanh non nớt nói a à hổ thúc có đau hay không ta giúp ngươi trị liệu đi lâm dương biết rõ khoảng thời gian này Thạch Lâm Hổ chờ đội đi săn thành viên, vì hắn cùng Tiểu Bất Điểm tẩy lễ, đang điên cuồng săn giết hung thú, dùng cái này thu thập bảo huyết. Bây giờ, trông thấy Thạch Lâm Hổ bị thương nặng như vậy, hắn tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. À, Tiểu Dương tử ngươi còn sẽ trị thương. Nghe vậy, Thạch Lâm Hổ hơi kinh ngạc nói. Lâm Dương nghiêm túc gật gật đầu. A à thúc, Lâm Dương cho người trị thương thời điểm, có thể dễ chịu. Tiểu bất điểm ở một bên vì Lâm Dương nói giúp vào. Rất dễ chịu. Thạch Lâm hổ trong lòng mặc dù có chút không tin, nhưng nhìn xem Lâm Dương cái kia vẻ mặt nghiêm túc, lập tức trong lòng ấm áp, đứa nhỏ này cũng là tốt bụng, dứt khoát chính mình liền để hắn tọa nguyện đi. Nghĩ tới đây, Thạch Lâm hổ cười nói. Vậy ngươi liền giúp một chút A à Thúc đi. Lâm Dương gật gật đầu, chợt trong tay màu xanh lá phù văn chấp động, trực tiếp thi triển ra đại trị liệu thuật lóa mắt tia sáng màu xanh lá từ lâm dương lòng bàn tay tuôn ra sau đó hướng thẳng đến thạch lâm hổ trên lưng cái kia cái vết thương khổng lồ dũng mãnh lao tới t con mẹ nó sảng khoái theo tia sáng màu xanh lá bao phủ thạch lâm hổ lúc này cảm giác toàn thân ấm áp trên mặt lộ ra hưởng thụ thần sắc cái khác mấy tên đội đi săn thành viên thấy thế ào ào xông tới hiếu kỳ đánh giá tiểu dương tử cái này là đang thi triển cốt văn sao nghe tộc trưởng nói, tiểu dương tử tại cốt văn bên trên rất có thiên phú, xem ra quả là thế. Đây là cốt văn thần kỳ lực lượng sao? Một đám đội đi sang đội viên ánh mắt trực câu câu nhìn chầm chầm thạch lâm hổ phía sau lưng, chợt trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ gặp tại ánh sáng xanh lục thẩm thấu vào, thạch lâm hổ trên người cái kia đạo vết thương thật lớn, thế mà chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ngay tại khép lại. Con mẹ nó, thật thần kỳ đây chính là cốt văn lực lượng thần bí sao thế mà có hiệu quả như thế sau một lát chỉ gặp thạch lâm hổ trên người cái kia đạo cực lớn vết thương ở nhưng đã hoàn toàn khép lại liền vết sẹo đều không nhìn thấy một đầu thạch lâm hổ cũng là sợ lấy chính mình trên lưng đã biến mất vết thương một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn không ra a à, tiểu dương tử ngươi còn có loại này bản sự thạch lâm hổ hoạt động một chút thân thể lập tức phát hiện chỗ không đúng xem như đội trưởng, hắn những năm này bị thương rất nhiều, trong cơ thể góp nhặt không ít ám thương. Nhưng tại Lâm Dương trị liệu xong, Thạch Lâm Hổ phát hiện trong cơ thể mình ám thương thế mà toàn bộ biến mất. Mà lại, Thạch Lâm Hổ phát hiện thân thể của mình biến rất khỏe mạnh, theo lúc tuổi còn trẻ đồng dạng, sinh long hoạt hổ, huyết khí tràn đầy. Những năm này, hắn có thể rõ ràng cảm giác thân thể của mình tại đi xuống dốc, liền làm chuyện này đều có chút lực bất tòng tâm, thường xuyên bị nhà mình bà nương khinh thường mà giờ khắc này cảm thụ được trong cơ thể bàn bạc huyết khí thạch lâm hổ hận không thể lập tức về đến nhà theo chính mình bà nương chơi lên tạo ra con người trò chơi bà nương chết tiệt chờ lấy đêm nay không nhường ngươi ngao ngao gọi lão tử cũng không phải là cái nam nhân làm thạch lâm hổ đem phát hiện của mình nói ra về sau sau đó từng cái đội đi sang thành viên ánh mắt cực nóng ào ào tiến lên vây quanh lâm dương tiểu dương tử a à thúc cánh tay này bên trên suốt cũng bị thương nhẹ cho ta cũng tới một cái a à thúc eo có chút đau nhức cũng cho ta đến một cái a à thúc chân có chút bất lực cho ta cũng tới một cái đội đi sang thành viên từng cái trên người mình tìm ra đủ loại lâu năm vết thương cũ chỉ vì để cho lâm dương cho bọn hắn xanh lá một cái a à thúc ngón tay này vạch phá cũng cho ta sửa sửa đi lúc này một đại hán xông tới duỗi ra ngón tay của mình Thạch Lâm Hổ thấy thế, một phát đá vào cái mông của hắn bên trên. Lăn đi, cái rắm lớn thương, đều đã cầm máu, còn không biết xấu hổ đụng lên tới. Đại hán kia lập tức kêu thảm một tiếng, sau đó che lấy cái mông của mình nói. Tiểu Dương tử, à thúc cái mông đau quá, cho ta đến một cái đi. Lâm Dương. Thật là lợi hại, có Tiểu Dương tử tại, sau này chúng ta chẳng phải là lại cũng không sợ bị thương rồi chúng ta thôn thật sự là nhặt được bảo. Một đám đội đi săn thành viên nhìn xem Lâm Dương, giống như nhìn thấy hiếm thấy trân bảo, ánh mắt có chút cực nóng. Xem như đội đi săn, bọn hắn thường xuyên tiến hành đại hoang cùng hung thú chiến đấu, thụ thương quả thực là chuyện thường ngày, có đôi khi thậm chí muốn nằm lên 10 ngày nửa tháng, nghiêm trọng hơn, thậm chí trực tiếp tê liệt hoặc là không trị bỏ mình. Bởi vậy, Lâm Dương vừa rồi biểu hiện ra năng lực, đối đội đi săn mà nói quả thực là ý nghĩa trọng đại một nháy mắt lâm dương thành đội đi săn trong mắt bảo bối rất nhanh lâm dương trị liệu năng lực chính là bị đội đi săn truyền khắp toàn bộ thôn sau đó lâm dương tại bên trong thạch thôn cũng từng bước có tiểu thần y xưng hào chạng vạn tối thôn nhân lấy thú thi tại liễu mộc trước tế tự nghi thức hoàn tất mấy đầu có linh tính con mồi bị chuyển vào tộc trưởng trong sân sau đó không lâu sân đá bên trong mùi máu tươi tản ra, mấy đầu mảnh thú nằm ở nơi nào, toàn thân chảy máu, mà lại thú thể dần dần khô quắc, lập lòe cái này đến cái khác phụ văn, thần bí mà quỷ dị. Kia là cốt văn, lúc này chính tại huyết dịch ở giữa sen lẫn, như từng đạo từng đạo nhỏ xíu ti chấp xẹt qua. Thạch Vân Phong tại thi pháp, hắn tại lấy lực lượng thần bí tinh luyện cùng nấu lấy thú huyết bên trong tinh hoa, ngắt lấy huyết dược. Đi qua không ngừng mà rèn luyện, thú huyết càng ngày càng ít, mỗi một đầu mảnh thú cuối cùng đều chỉ là lan xuống một giọt mà thôi rơi vào trong bình ngọc huyết châu ống ánh mà sáng long lanh giống như là huyết toản sáng lạng dựa theo cốt thư ghi chép năm tuổi tẩy lễ lúc nếu như thánh dược chân huyết chờ đủ nhiều cùng thần dị căn cơ được đặt nền móng đem ảnh hưởng sâu xa liên quan đến tương lai thành tựu tộc trưởng thạch vân phong khẽ nói hắn không nghĩ lãng phí hết tiểu bất điểm cùng lâm dương thiên tư không hy vọng hắn lạc hậu hơn siêu cấp đại tộc thiên tài một mực tại suy nghĩ như thế nào vì hai người bọn họ góp nhặt tẩy lễ lúc cần thiết chân vật, tha thiếu không ẩu, chỉ có phẩm chất cao chân huyết mới đối với bọn hắn chỗ hữu dụng. đáng tiếc vì chúng quá thưa thớt, mà lại quá cường đại, khó có thể đối phó. Hắn nhẹ giọng tự nói. Tại áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 34. Đánh dấu thanh lân ưng sao huyệt, ban thưởng hỗn thiên lăng nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Thời gian nhoáng một cái, lại là nửa tháng thời gian trôi qua. Hôm nay, Lâm Dương đang ở trong sân phơi nắng, trong tay màu đen phù văn chấp động, thi triển đại thôn phệ thuật, hấp thu trong hư không linh khí. Lâm Dương Lúc này, tiểu bất điểm nện bước chân ngắn nhỏ, từ bên ngoài viện chạy vào, sau đó tiến đến Lâm Dương bên tai, lặng lẽ mà nói. Nhị mảnh bọn hắn nói là muốn đi trộm trứng chim, hỏi chúng ta có đi hay không. Trộm trứng chim. Nghe vậy, Lâm Dương quể oải mở hai mắt ra. Đúng, trộm trứng chim, vừa vặn rất tốt chơi. Tiểu bất điểm chớp chớp linh động mắt to, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Xoay nào biết, Lâm Dương chỉ là khinh thường lắc đầu nói. Cái này có cái gì tốt chơi, không đi, tiểu hài tử mới chơi trò chơi, ngây thơ. Tiểu bất điểm có chút thất vọng, chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ lần này không giống chúng ta là đi trộm một đầu cường đại hung thú trứng cường đại hung thú cái gì hung thú mạnh bao nhiêu lâm dương rất không thèm để ý lấy thực lực của hắn bây giờ cho dù là bá chủ cấp hung thú cũng chỉ có thể bị hắn đè xuống đất ma sát bình thường hung thú hắn là một chút cũng nâng không đi hứng thú là thanh lân ưng tiểu bất điểm thấy lâm dương tới điểm hứng thú lập tức lớn tiếng nói a à, hổ thúc thường xuyên nhấc lên sao huyệt của nó ngay tại cách chúng ta thôn một chỗ không xa trên vách núi thanh lân ưng nghe vậy lâm dương lên tinh thần xem ra lần này là phát động nguyên tắc kịch bản trong nguyên tắc tiểu bất điểm bọn này hùng hài tử chính là đi trọng thanh lân ưng trứng cuối cùng bị vị này không trung bá chủ hung cầm một đường truy sát đến thạch thôn nếu không phải các đại nhân tế ra hai cái tổ khí chỉ sợ những thứ này hùng hài tử liền uy hiếp. Các ngươi còn chính là gan lớn, thế mà liền thanh lân ưng cũng dám đi trêu chọc. Lâm Dương mắt nhìn một mặt hưng phấn tiểu bất điểm, trong lòng hùng hài tử chính là hùng hài tử, nghe con mới đẻ không sợ cọc a. À. Thanh lân ưng tại bốn phía cũng coi là một đầu bá chủ cấp hung thú, hơn nữa còn là không trung bá chủ, bình thường hung thú cũng không dám trêu chọc, những thứ này hùng hài tử lại dám đi trộm nó trứng. Lâm Dương, ngươi liền theo chúng ta đi nha, trộm trứng chim vừa vặn rất tốt chơi. Tiểu bất điểm lôi kéo Lâm Dương cánh tay, tính toán đem hắn lôi đi. À, ta liền cùng các ngươi bọn này hùng hài tử chơi một lần đi. Lâm Dương nhỏ nhắn xinh sáng thân thể từ trên ghế dựa bò xuống, ông cụ non nói. Lâm Dương nhớ kỹ, thanh lân ưng thực lực vẫn là rất không tệ, hơn nữa còn có một môn không tệ bảo thuật, nếu là có thể đem nó hàng phục, ngược lại là lại có thể tăng thêm không ít thực lực. Tiểu Bất Điểm nhìn hắn một cái, nghĩ thầm mọi người đều là hai chúng ta là không dứt sửa sửa qua, ngươi tại đây làm ra vẻ đâu? Đinh, ký chủ phát động đánh dấu nhiệm vụ, tại Thanh Lân Ưng Sào Huyệt đánh dấu, trong vòng một ngày. Đúng lúc này, Lâm Dương trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nghe được âm thanh, Lâm Dương lập tức trong mắt sáng lên. Cuối cùng lại có nhiệm vụ mới, tại Thanh Lân Ưng Sào Huyệt đánh dấu, đây quả thực là đưa tới cửa phúc lợi a sau đó, Lâm Dương cùng tiểu bất điểm ra sân nhỏ, theo một đám đại hài tử nhóm tụ hợp. Núi rừng nguyên thủy rậm rạp, trong rừng âm khí rất nặng, độc trùng ẩn hiện, thú trống ngột ngạt như sấm, có hung bưu, rắn hủy chờ lưu lại từng trận mùi tanh sông vào mũi, khiến người da xương phát lạnh. Ngao rống Sơn mạch chỗ sâu truyền đến như sấm sét tiếng rống, lệnh núi đá lăn xuống, hồi âm âm âm, rừng cây kịch liệt lắc lư, loạn lá cùng bay nơi xa có cỡ lớn hung thú ẩn hiện. Một đám trẻ con thấy cảnh này, lập tức sắc mặt hơi trắng bệt. Những hài tử này tự nhiên là mới từ thạch thôn vụn trộm chạy đến một đám hùng hài tử, Lâm Dương cùng tiểu bất điểm cũng trộn lẫn ở bên trong. Lúc này, bọn hắn rời đi thạch thôn đã có đoạn khoảng cách, tiến vào một mảnh rừng già bên trong, còn tốt vùng rừng rậm này, không có chân chính hung thú ở đây nơi dừng chân. Đại tráng ca, núi rừng quá nguy hiểm, chúng ta tuổi còn nhỏ, không thể tiếp tục tiến lên. Trong đám người, một đứa bé có chút sợ hãi, rung giọng nói. Bọn hắn trong coi núi rừng nguyên thủy lớn lên, tự nhiên biết rõ nguy hiểm trong đó, có đủ loại hung vật, liền bọn hắn bật cha chú tiến vào vào núi rừng đều cần thật cẩn thận, nếu không sẽ mất mạng. Đám hài tử này tuổi cũng không lớn, tổng cộng có mười mấy người, cầm đầu chính là đã từng dơ lên quá ngàn cân đỉnh đồng thạch đại tráng, mày rậm mắt to, tay chân to lớn, người cũng như tên, Thân cao đều mau đuổi theo người trưởng thành, hắn nhìn về phía một người khác, nói: "Bì Hầu, vẫn còn rất xa." Bì Hầu tên là Thạch Trung Hầu, dài khô cằn, nhưng khí lực cực lớn, cũng rất lanh lợi, nói: "Ta nghe Lâm Hổ thúc bọn hắn nói, cái kia vách núi cách thôn không phải rất xa, chính là cái phương hướng này cũng nhanh đến." "Tiểu Dương tử, tiểu bất điểm, ngươi cảm giác cho chúng ta còn có đi hay không?" Thạch đại tráng hỏi từ lần trước cử đỉnh sự kiện về sau mọi người thấy tiểu bất điểm cùng lâm dương thực lực về sau trong bất tri bất giác thạch thôn hài tử từng bước lấy hai người bọn hắn làm trung tâm đi tiếp nữa biết rất nguy hiểm tiểu bất điểm âm thanh trong trẻo đen trắng rõ ràng mắt to đen lúng liếng như thật nói thế nhưng là rời nơi đó thật không xa thạch đại tráng nói vậy chúng ta đến cùng còn có đi hay không đều đã đến nơi này cái kia thế nhưng là thanh lân ưng trứng A, nếu là trộm được, các đại nhân khẳng định biết thật cao hứng. Nhiều hơn phân nửa hài tử có chút ý động, nghĩ tiếp tục đi tới đích. Các ngươi đi, ta cũng đi. Tiểu bất điểm trong mắt cũng là lập lòe hưng phấn, thanh lân ưng trứng, đây là cường đại hung thú trứng, bắt đầu nướng mùi vị cần phải rất tốt. Đi thôi, chỉ là một đầu chim mà thôi, có cái gì tốt sợ. Lâm Dương một mặt không quan trọng, tuy nói không trung bá chủ so với bình thường bá chủ khó đối phó một chút, nhưng Lâm Dương rất tự tin, bảo hộ đại gia vẫn là không có vấn đề. Thấy Lâm Dương một mặt tự tin, đại gia lập tức an tâm rất nhiều. Dù sao, Lâm Dương lúc trước biểu hiện ra thực lực, để một đám hùng hài tử rất là tin phục. Cứ như vậy, tại Lâm Dương lên tiếng về sau, một đám trẻ con lại ra đi, rồi lại đi ra hơn một dặm xa, cây lớn thư dần, thảm thực vật càng ngày càng ít, đã lớn từng bước nhiều hơn, lại có từng trận khí thế hung ác tràn ngập. Núi đá lởm chởm, đây là một mảnh rất lớn rừng đá, yên tĩnh im ắng, trên mặt đất tán lạc một chút cự thú di cốt, tuyết trắng mà kinh người. Bị hầu tứ phương, nhỏ giọng nói. Chính là chỗ này, ta nghe lâm hổ thúc bọn hắn nói, sao huyệt của nó xây tại rừng đá chỗ sâu trên vách đá. Thạch đại tráng cũng hạ giọng, nhắc nhở tất cả hai tử, nói. Những thứ này xương thú có thể là nó ăn mảnh thú lúc lưu lại, mặc dù nói khoảng thời gian này nó cần phải không tại tổ bên trong, nhưng chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng bị phát hiện, không phải vậy có thể sẽ mất mạng. Cái này mười mấy đứa bé đều là tại bên trong đại hoang lớn lên, tính cảnh giác phi thường cao, theo núi nhỏ thú, nhanh chóng mà nhanh nhẹn trốn vào rừng đá khe hở ở giữa, yểm hộ bản thân. Hơi quan sát khoảng khắc, lại đón gió hít hà mùi, sau đó qua lại gật gật đầu, bọn hắn như là con vượn, mạnh mẽ phóng tới rừng đá chỗ sâu nhất. Dọc theo con đường này bọn hắn nhìn thấy rất nhiều hài cốt, tuyết trắng mà cực lớn, có dài 5-6 mét chim xương, càng có to bằng cái thất đầu thú xương, đều là trong núi rừng mảnh thú cùng hung cầm bị miễn cưỡng xé ăn sau gây nên, nơi đây âm u đầy tử khí. Nó quả nhiên muốn ở chỗ này nơi dừng chân đi xuống, thời gian dài, nếu là sinh sôi ra một chút đời sau, chúng ta người thạch thôn tiến vào ra sơn mạch lúc đem lại nhận uy hiếp trí mạng. Lâm hổ thúc bọn hắn thương lượng mấy ngày, đã sớm quan sát tốt rồi nó tập tính. Những hài tử này một bên nói nhỏ một bên phi nhanh, tốc độ cực nhanh, như hơn 10 đạo cơn lốc nhỏ xông vào rừng đá chỗ sâu. Một tòa dốc đá vắt ngang phía trước, nơi này càng thêm yên tĩnh, không có một ngọn cỏ, tại vách đá trên cùng có một cái khổng lồ tổ, lấy từng cây đen che mọc dựng thành, cho người cảm giác rất áp lực bọn nhỏ cách rất xa, trốn ở núi đã hở ra cẩn thận quan sát, màu đen tổ đường kính có tới dài 10 mét, rất lớn, không cần nghĩ liền biết là dị chủng hung cầm sao huyệt. Quả thật sự ở nơi này. Đầu này thanh lân ưng ở đây bồi hồi thật lâu, hiện tại xây ra cự sao, thật chẳng lẽ như lâm hổ thúc nói tới đã đẻ trứng rồi. Một đám trẻ con đều là hai mắt tỏa ánh sáng, đây là bọn hắn tới đây mục đích chủ yếu nhất. Đây là một loại rất hung hãn cùng cường đại dị cầm, trong cơ thể có truyền thừa từ thái cổ ma cầm huyết dịch, rất khó đối phó, bình thường mảnh thú cùng hung vật bị nó để mắc tới đều phải chết, khó thoát sống sót. Theo lâm hổ thúc bọn hắn quan sát, cái kia giống được thanh lân ưng mấy ngày qua đều chưa từng hiện thân, khả năng tại sơn mạch chỗ sâu xảy ra bất trắc chết mất, mỗi ngày buổi trưa cái kia con chim mái đều sẽ tự mình ra ngoài bắt giết đồ ăn, muốn phải tiếp cận, cơ hội đang ở trước mắt. Bì hầu nói, một đám trẻ con nắm chặt nắm đấm, rõ ràng rất khẩn trương, đồng thời trong mắt cũng có một loại chờ mong cùng hưng phấn, tại trong núi rừng lớn lên hài tử từng cái đều rất gan lớn, bằng không thì cũng sẽ không tự tác chủ trương chạy đến loại địa phương nguy hiểm này tới. Đại gia giấu vào bên trong khe đá, ta ném tảng đá thử nhìn một chút. Một cái làn da ngâm đen hài tử mở miệng, hắn tên là Thạch Mảnh, thôn nhân đều gọi hắn nhị Mảnh. Tại Thạch Thôn Điển Võ Lúc, hắn từng trực tiếp cuột ngã một đầu lớn mãng ngưu, càng là kém chút dơ lên nặng ngàn cân đỉnh đồng thau tại đám hài tử này bên trong gần với thạch hạo cùng thạch đại tráng. Hô một tiếng, một tảng đá lớn bay lên, phóng tới nơi xa, cuối cùng bịch một tiếng rơi vào trước dốc đá đóng loạn thạch bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người giật mình, còn tốt trên vách núi không có cái gì động tĩnh. Nhị mảnh khác như thế lỗ mãn, chú ý cẩn thận một điểm. Ta thử một chút nó có hay không tại tổ bên trong, hiện tại xem ra không có việc gì, chúng ta mau tới. Nhị Mảnh nói, liền muốn xông tới. Nhị Mảnh ca cứ chờ một chút. Tiểu bất điểm mở miệng, nắm lên một khối không nhỏ tảng đá, dùng sức ném ra, hòn đá về một tiếng bay lên dốc đá, rơi vào che tổ trước mắt, phát ra một tiếng vang lớn. Sau một lúc lâu, trên vách núi rất yên lặng, thanh lân ưng cũng chưa từng xuất hiện. Đi. Một đám trẻ con như đàn thú, ngao ngao kêu, nhanh chóng phóng tới dốc đá. Đến trước mắt sau bọn hắn phân công có thứ tự, một bộ phận người đứng tại trên đá lớn, nhìn kỹ bầu trời, đứng gác hướng về để phòng cái kia hung cầm đột nhiên xuất hiện, khác có mấy người thì chuẩn bị trèo lên dốc đá. Đại tráng ca các ngươi đều chờ đợi, ta lên trước đi xem một cái." Tiểu Bất Điểm nói. Lâm Dương không kịp chờ đợi muốn phải đi lên đánh dấu, liền nói: "Vẫn là để ta đi lên trước đi. Quên đi thôi." hai người các ngươi còn không có gãy bé con, ở bên cạnh nhìn là được, chúng ta lên. Thạch đại tráng đạo, một đám trẻ con đều nở nụ cười, tiểu bất điểm đến bây giờ còn đang ăn sữa thú, thường bị bọn hắn dễu cợt. Ta đã sớm ăn thịt, chỉ là ngẫu nhiên lấy nó làm nước uống. Tiểu bất điểm thở phì phì, nhíu lại cái mũi, trừng mắt như ngọc thạch đèn mắt to tiến hành giải thích. Đương nhiên, tiểu gia hỏa rất thông minh, biết rõ đại hài tử nhóm lúc này cũng không phải là thật đang chê cười hắn, mà là tại chiếu cố cùng bảo hộ hắn, không nghĩ hắn cái thứ nhất đi lên mà mạo hiểm. Ta so với các ngươi tốc độ đều nhanh, gặp nguy hiểm cũng chạy nhanh. Tiểu bất điểm không chờ bọn họ mở miệng, giống như là một con khỉ nhỏ, vèo một tiếng, nhanh chóng leo lên hướng dốc đá, thoang thoát mà linh mẫn. Mà Lâm Dương thì là đạp chân xuống, thân hình như một đầu linh hoạt mi hầu, đã đạp lên dốc đá, xa xa dẫn trước. Đừng để hai người bọn họ mạo hiểm, chúng ta cũng tới. Thấy cảnh này, thạch đại tráng cùng nhị mảnh còn có bị hầu tất cả đều theo sát ở phía sau, đồng dạng như là con vượn đuổi theo. Trên vách đá có không ít khe hở, lệnh mấy đứa bé có thể mượn lực, nhanh chóng hướng lên viện. Sinh trưởng tại trong núi lớn, trong con nguyên thủy rừng rậm, bọn hắn viện nhảy bản lĩnh tự nhiên rất mạnh, so với trong dãy núi ác ma viên cũng sẽ không kém bao nhiêu. Hồ cuối cùng bên trên đến rồi. Dốc đá có tới 300 mét cao, tiểu bất điểm đi lên sau, chờ đợi ba người khác khoảng khắc, thẳng đến bọn hắn đều ló đầu ra đến mới cùng một chỗ hướng cái kia cự sào đi tới. Thật là lớn tổ chim A. À. Bì hầu sợ hãi tháng phục. Đứng ở gần bên quan sát, phá lệ có cảm giác chấn động, sào huyệt có tới dài 10 mét, lấy màu đen che mọc dựng thành, chiếm hơn nửa đỉnh núi, so thạch thôn phòng ốc đều cực lớn. Ngoài ra, trên sườn núi còn có một chút kề cận tơ máu lớn xương cốt, mỗi một cây đều sau người trưởng thành còn to dài, cái này khiến người rùng mình. Nhất là cái kia to bằng cái thất xương thú trên đầu, còn có mấy cái khủng bố móng động, lưu lại vết máu, lộ ra phi thường dữ tợn. Đây là lông giác tượng hài cốt, thật sự là đáng sợ, một đầu hung cầm thế mà động một tí liền muốn ăn voi lớn. Nhị mảnh kinh tiết. Trước đừng quản những thứ này. Thạch đại tráng đạo, hướng về kia màu đen tổ chim trèo lên đi đi tới tổ bên trên lập tức cảm giác được từng trận uy nghiêm đáng sợ khí tức lại có mùi máu tươi sao huyệt biên giới màu đỏ sậm rõ ràng thanh lân ưng thường tại sao huyệt vùng ven ăn đi qua đủ loại thú huyết lâu dài nhuộm dần nơi này sát khí rất đậm đầu kia hung điểu không tại mau nhìn có mấy viên chim trứng mấy đứa bé kinh hô bọn hắn to gan lớn mật trong thôn nghe lén đến đại nhân nói chuyện về sau, tự tác chủ trương, liền là hướng về phía hung cầm trứng mà đến. Quá tốt rồi, chúng ta tranh thủ thời gian dọn đi, mang về thôn đi nở, ngày sau sẽ có cường đại hung cầm cho chúng ta bắt giết mảnh thú, mang về con mồi. Bị hầu hưng phấn thét lên. Che tổ bên trong phủ lên mềm dẻo tơ vàng cỏ, nhìn rất thoải mái dễ chịu, ba cái ống ánh như ngọc bích trứng lẳng lặng đang hiện lên hiện ra tại đó, mặt trên mang theo một chút hoa văn cùng điểm lắm tắm, ánh sáng lộng lẫy chớp động. Loại này hung cầm sinh hạ trứng mỗi một cái đều đủ có chậu nước lớn, sáng long lanh lóe sáng, xanh biếc như mã não, trên xuống lốm đốm tại dưới ánh mặt trời thì chiếu sáng rạng rỡ. Lâm Dương đã sớm đi lên, cũng là không có đi chú ý cái này mấy cái trứng, mà là lập tức ở trong lòng thì thầm hệ thống, đánh dấu. Đinh, chúc mừng ký chủ tại Thanh Lân ưng sao huyệt đánh dấu thành công. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tại thanh lân ưng sào huyệt đánh dấu một ngày ban thưởng bảo vật hỗn thiên lăng theo lâm dương vừa mới nói xong một đạo hệ thống nhắc nhở âm lập tức ghé vào lỗ tai hắn vang lên nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở lâm dương lập tức sững sờ chợt mừng rỡ trong lòng hỗn thiên lăng đây không phải là na tra bảo vật sao lần này đánh dấu thế mà lấy được món bảo vật này tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả Chương 35. Đối chiến thanh lân ưng. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Hỗn Thiên Lăng. Lần này đánh dấu ban thưởng thế mà là Hỗn Thiên Lăng. Lâm Dương trong lòng vô cùng hưng phấn. Trong đầu của hắn cấp tốc chật hiện qua liên quan tới Hỗn Thiên Lăng tin tức. Hỗn Thiên Lăng là tiên gia pháp bảo, sớm nhất xuất từ thần thoại tiểu thuyết phong thần diễn nghĩa, là thần thoại nhân vật Na Tra ra đời tự mang hai đại pháp bảo một trong cùng càng không quyển một đôi, nguyên là đến từ núi càng nguyên động kim quan bên trong trấn động bảo vật, từ xiển giáo tiên nhân thái ất chân nhân tặng cho. Hỗn thiên lăng có dài bảy thước, nó nhan sắc đỏ như lửa, hình dạng dài như rồng, này bảo cụ có buộc chặt trói địch, lật sông quấy biến, hỗn độn bầu trời cùng biển cả thần lực, tên cổ hỗn thiên lăng. Na Tra từng dùng để tắm rửa náo biển, chấn động long cung đáy biển, giết bại đông hải tam long tử ngao bính, ở trong nước một rửa uy lực vô cùng lớn, bao quát lấy gió mây biển trời lực lượng, cố hữu kinh thiên thông hải chi uy, tế tại bên trong bầu trời như lửa khối rơi xuống có thể cuốn cuốn địch nhân bao lấy thân thể. Nghĩ đến hỗn thiên lăng lợi hại, Lâm Dương trong lòng không kịp chờ đợi trực tiếp hướng về phía hệ thống nói. Hệ thống, rút ra hỗn thiên lăng. Theo Lâm Dương vừa mới nói xong, một đầu màu đỏ thắm dây lụa trực tiếp tại Lâm Dương trong tay. Cùng lúc đó, một cổ tin tức tràn vào lâm dương trong ốc. Nguồn tin tức này, thình lình chính là thôi động hỗn thiên lăng khẩu quyết cùng hỗn thiên lăng rất nhiều năng lực. Hỗn thiên lăng năng lực, hết thảy có hai cái. Một, lật sông náo biển. Quấy biển thì nước lật, sông lớn biển hồ bổ sóng lớn phá sóng, để vào sông cửu loan bên trong vung vẫy vung vẫy lúc, ánh sáng màu đỏ vạn đạo đỏ nhu màu nước, tác động đến đáy biển, đông hải long cung náo chấn động. Thứ hai, quấy vạn vật. Vùng lên gió mây biến, hướng trống không vừa mở ra, tự như lửa khối ngàn đám, hồng hồng hỏa hỏa, rơi xuống thì có thể đem địch nhân thân thể chặt chẽ bao lấy, từ đó trói buộc cuốn thân. Hiểu rõ hỗn thiên lăng năng lực về sau, Lâm Dương trong mắt nóng lòng muốn thử, nghĩ muốn thử một chút quy lực. Nhưng nhìn thoáng qua bốn phía hùng hài tử, lúc này nhìn xuống, đem hỗn thiên lăng cuốn ở bên hông mình, chuẩn bị đợi chút nữa dùng tại thanh lân ưng trên thân thanh lân ưng trong sào huyệt một đám hùng hài tử đang tò mò hưng phấn nhìn xem thanh lân ưng trứng làn da ngăm đen nhị mảnh cười ngây ngô chảy nước miếng đều nhanh xuống bước nhanh đi thẳng về phía trước nói đây là ta móc qua lớn nhất tổ chim như thế lớn trứng lần đầu tiên trong đời nhìn thấy hắc hắc không sai móc dạng này tổ chim mới có cảm giác thành công bị hầu khô cằn cười lên thật giống là một cái khỉ núi thật xinh đẹp tiểu bất điểm chớp mắt to, lông mi thật dài tùy theo mà rung động, nhìn xem ba cái hung trầm trứng ôn nhuận ống ánh, ánh sáng lộng lẫy một chút, nhìn không được vui vẻ, hắn nhất là tuổi nhỏ, lòng hiếu kỳ rất nặng, rất muốn ông nhìn cái cẩn thận. Nhị mảnh đi tới gần, có thế vừa khẽ vương tay đụng vào cự đảng, lúc này liền tai u một tiếng, cảm giác cánh tay tê tê, giống như là bị điện giật đánh. Cái này là thế nào rồi? Mấy đứa bé tất cả giật mình bích ngọc ống ánh vỏ trứng bên trên, những ban điểm kia cùng hoa văn rực rỡ ngời ngời, như sao trời đang nhấp nháy, vô cùng mỹ lệ, có một loại lực lượng thần bí đang chảy. Thật là mạnh mẽ a, à, thanh lân ưng là thái cổ ma cầm hậu duệ, huyết mạch cho dù sớm đã không tinh khiết, nhưng trong dấu ấn sinh mệnh cũng còn có bộ phận vỡ vụn phù văn truyền thừa. Tiểu bất điểm mỗi ngày đều học tập cốt văn, lúc này nhìn ra đầu mối, chớp lấy mắt to, tiểu đại nhân, thanh thúy nói, mấy đứa bé vừa mừng vừa sợ, loại này hung cầm càng cường đại nở ra tới ấu điểu càng hy hữu trân quý cùng huyết mạch cao quý, tương lai có thể thủ hộ thôn, cũng có thể sánh vai tế linh. Chỉ là vỏ trứng bên trên điểm lắm tấm đang lưu động ánh sáng chói lọi mà thôi, cẩn thận khác đụng vào những địa phương kia, cất vào túi da thú bên trong, chúng ta đến mau chóng rời đi. Thạch đại tráng dáng người cường tráng, rất tráng kiện, cũng rất ổn trọng, thúc giục mấy người, hiện tại không có thời gian có thể trì hoãn. Rõ ràng, bọn hắn đã sớm chuẩn bị, mỗi người đều mang túi da thú, cấp tốc kéo ra, cẩn thận từng ly từng tí đem hung cầm trứng bỏ vào, tổng cộng có ba cái chậu nước lớn bích ngọc trứng. Trừ tiểu bất điểm bên ngoài ba người khác một người cổng lên một cái. Quá tốt rồi, nghĩ không ra chúng ta thành công. Nhị mảnh vui sướng hài lòng, cười bong bóng nước mũi đều mau ra đây. Bì hầu cũng cười hì hì, nói. Về sau chúng ta thạch thôn sẽ có cường đại hung cầm thủ hộ, tộc trưởng còn có lâm hổ thúc bọn hắn khẳng định biết chịu phục, đối với chúng ta nhìn với con mắt khác. Ai u? Lúc này, thạch đại tráng một cái lão đảo, kém chút ngã quỵ, bị tiểu bất điểm một thanh đỡ lấy. Hung điểu tổ dường giữa đầy tơ vàng cỏ, rất mềm dẻo, nhưng ở trong đó thực sự ẩn có mấy cái chấp động lạnh lẽo kim loại sáng bóng lân phiến, thạch đại tráng một cái không có chú ý, đạp ở bên trên, để dậy đều bị đâm xuyên, xâm nhập da thịt bên trong, bàn chân chảy ra rất nhiều máu dấu vết. Tốt sắc bén lân phiến. Tiểu bất điểm đem mấy cái vẫy xanh thu tập được trong tay, mỗi một cái đều có hài nhi lớn cỡ bàn tay, sắc bén sáng loáng nhấp nháy. Đây chính là thành thuộc hung cầm lân phiến, quả nhiên bất phàm, ta đoán chừng lấy nặng mấy trăm cân kiếm bản rộng đều rất khó bổ ra, bị hầu nói. Lâm Dương tiến lên, thi triển đại trị liệu thuật, nháy mắt đem thạch đại tráng trên chân vết thương chữa khỏi. Tiểu Dương tử, ngươi thật sự là thần không hổ là tiểu thần y thạch đại tráng nhìn xem mình đã khôi phục vết thương lập tức hướng về phía lâm dương một trận mảnh liệt khen lâm dương mỉm cười chợt mở miệng nói chúng ta đi nhanh đi đợi chút nữa thanh lân ưng liền muốn trở về nghe vậy mấy đứa bé không dám dừng lại dọc theo vách đá như là thạch sùng nhanh chóng đi xuống rất nhanh liền đến trên mặt đất lau mồ hôi nước thở phào một cái thế nào có thu hoạch sau, một đám trẻ con đều xông tới. Thành công, chúng ta móc một tổ trứng chim, ha ha, nhị mảnh cười to. Những hai tử này xốc lên túi da thú, vào bên trong nhìn quan sát, nhìn thấy chậu nước lớn trứng chim, ánh sáng lộng lẫy trong suốt, thần bí ánh xanh rực rỡ một chút, tất cả đều sợ hãi thán phục. Quá tốt rồi, thành công. Cái này thế nhưng là thực lực cường đại hung cầm sinh hạ trứng, chúng ta thạch thôn sẽ có phi không chiến cầm. Đi đi bọn hắn tức cao hứng lại hưng phấn, như là một đám núi nhỏ thú tại rừng đá bên trong nhảy lên, vô cùng nhanh chóng, không lâu liền ra rừng đá, đuổi tại thanh lân ưng trở về trước ra tới. Lần này thật sự là thuận lợi, chúng ta đi nhanh lên đi, núi rừng rậm rạp, lá rụng tích dày khoảng một tấc, dẫm lên trên rất mềm. Cây lớn che trời, che đậy mặt trời gây gắt, gốc cây như ly long uống lượng, kề sát cự mộc, nơi xa thỉnh thoảng có thú rít gào truyền đến, chấn động vùng núi. Còn tốt, nơi này khoảng cách thạch thôn không phải rất xa, còn ở vào tương đối an toàn khu vực, cũng không có tiếp cận đến trong núi lớn những cái kia nguy hiểm hung vật phạm vi hoạt động bên trong. Nhanh, thêm chút sức, chúng ta một hơi chạy đến trong thôn đi, một đám trẻ con mặc dù hưng phấn, thế nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng, dù sao cái kia thế nhưng là một đầu thanh lân ưng à, để trong thôn cường đại nhất tráng niên nam tử đều trong lòng sợ hãi, mà bọn hắn lại thành công đem nó chỗ sinh hạ trứng một tổ mang có chút cảm giác không chân thật. Đột nhiên, một tiếng kêu to vang vọng trời cao, xuyên kim liệt thạch, vô cùng sắc bén, có một loại đáng sợ xuyên thấu tính, chấn một đám trẻ con màng nhĩ đau nhức. Không tốt, đầu kia thanh lân ưng trở về, khẳng định phát hiện ba cái trứng không thấy, muốn phát điên. Có hai tử kêu sợ hãi. Mau trốn. Tiểu bất điểm ánh mắt rất sáng, xuyên thấu qua đại thụ chạc cây khe hở, nhìn thấy bầu trời không trung một đoàn bóng tối ngay tại xoay quanh hướng cái phương hướng này mà tới trên bầu trời gió lớn gào thét một cái cự điểu tại trong núi rừng ném xuống mảng lớn bóng tối cực tốc lao xuống mà đến toàn thân lưu động màu xanh sắc bén khí thế hung ác kinh người đến đây những hài tử khác cũng đều nhìn thấy nơi xa một cái cự điểu vút lên trời cao tấn công hướng mảnh rừng núi này đến tốc độ cực nhanh như một ngôi sao đập xuống lăng lệ mà khiếp người mẹ của ta ai, thật lớn một con chim, chạy mau a. À. Bọn nhỏ kinh hô, trong lòng sinh ra sợ hãi, đầu kia chim quá lớn, thân dài 7-8 mét, hai cánh mở ra thì có 15 mét, toàn thân giăng đầy vẫy màu xanh, lập lòe lạnh lẽo kim loại sáng bóng, khí tức hung sát bức nhân đám hài tử này vắt chân lên cổ trốn như điên, dựa vào lấy đối núi rừng quen thuộc, chuyên môn hướng rừng dày địa phương sông, tránh né đầu này toàn thân lân phiến lấp lóe ánh sáng lạnh hung trầm. Oanh! mấy chục gốc đại thụ che trời bị nó cánh sắt lệnh đánh nát, chạc cây cùng lá cây bay loạn, mảnh vụn lộn xộn bay, nó giống như sắt thép đúc thành, lao xuống, không gì không phá. Cái này để người ta kinh dị, bọn nhỏ kêu to, sắc mặt trắng bệt, nhanh chóng chạy trốn. Đầu này quái vật khổng lồ phi thường đáng sợ, cánh sắt đánh ngay, phá hủy tất cả, lần phiến lập lòe rét lạnh ánh sáng, một cái lao xuống, liền để mảnh rừng núi này hủy hơn phân nửa, gỗ vụn cùng lá trách bay múa. Nó quá mạnh, thân thể cứng rắn vô cùng, hai cánh như đau rộng, quả thực có thể đem một ngọn núi đụng gãy, những thứ này rừng cây căn bản ngăn cản không được. Nó tương tự một đầu cự ưng, nhưng toàn thân nhưng không có một cái lông chim, lân phiến âm u tĩnh mịch, giống như là lấy nước thép đúc kim loại mà thành, tràn ngập cảm giác lực lượng chấn động. Móc câu công hình dáng mỏ ưng, đèn bóng mà sắc bén, có lớn dài nửa thước, mặt trên còn dính nhụm hung thú máu rõ ràng vừa mới đi săn trở về mà đôi kia móng vuốt càng là khiếp người sắc bén lạnh lẽo cực kỳ sắc bén gần dài một mét tuyệt đối có thể đơn giản xé rách một đầu voi lớn ở phía trên đầu còn có một chút cùng loại lông vũ nổi lên nhưng tuyệt không phải lông vũ mà là từng cây to dài mà sắc nhọn gai xương giống như một loạt sừng có thể đơn giản xé ra mảnh thú to lớn ngực bụng đây chính là thanh lân ưng dày đặc băng lãnh vẫy màu xanh toàn thân tràn ngập vô tận lực lượng giống như là sắt thép đúc thành quét ngang mảnh rừng núi này xem những thứ này đại thụ như không oanh trong tiếng ầm ầm liên miên liên miên đại thụ che trời bẻ gãy rất nhiều đều là mười mấy người mới có thể ôm trọn to lớn cự mộc thanh lân ưng trực tiếp lao xuống mà qua cánh sát đánh cắt hết thảy chướng ngại vật đầy đất đều là chạc cây cùng loạn lá phịch một tiếng tiếng vang một khối cực lớn núi đá chặn đường đều bị nó miễn cưỡng đánh nứt Ti lửa tung tóe, loạn thạch bắn bay, rất nhiều bên trên nặng trăm cân hòn đá đập xuống hướng tứ phương, đánh gãy rất nhiều cây lớn, thành thế kinh người. Tất cả hài tử đều rét trung cả người, đầu này thanh lân ưng quá cường đại, nếu không phải là khối kia núi đá ngăn cản, vừa rồi ngay trong bọn họ không ít người có thể sẽ bị đánh giết. Thanh lân ưng phá hủy mảng lớn núi rừng về sau, một lần nữa phóng lên tận trời, quanh quẩn trên không trung, mắt ưng như điện, lạnh lùng nhìn chầm chầm phía dưới chuẩn bị lần nữa lao xuống truy sát những cái kia chính đang chạy trốn hài tử thôn ngay ở phía trước cách đó không xa tranh thủ thời gian xông lên a bọn nhỏ kêu to điên cuồng hướng phía thạch thôn chạy đi ê a à, lâm dương ngươi như thế nào không chạy rồi thanh lân ưng mau đuổi theo đến tiểu bất điểm quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện lâm dương thế mà đứng tại chỗ không có động lập tức gấp hướng về phía hắn đại hàng nói lâm dương nhìn tiểu bất điểm một cái cười nói các ngươi về trước đi xin cứu binh ta ngăn chặn nó tiểu bất điểm nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ lo lắng thanh lân ưng quá hung tàn lâm dương người biết mất mạng tiểu bất điểm tin ta tiếp tục như vậy chúng ta ai cũng chạy không được ngươi trước theo chân bọn họ trở về gọi cứu binh lâm dương chân thành nói cái kia lâm dương ngươi nhất định muốn cẩn thận ta gọi tộc trưởng gia gia lập tức tới ngay cứu ngươi tiểu bất điểm nghe vậy nhìn xem lâm dương tự tin bộ dáng do dự một chút cuối cùng gật gật đầu nện bước chân ngắn nhỏ thật nhanh hướng phía thạch thôn phương hướng chạy đi thấy tiểu bất điểm đã rời đi lâm dương ánh mắt nhìn về phía truy đuổi mà đến thanh lân ưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một ti chiến ý sau một khắc lâm dương trực tiếp thi triển ra vân tước bảo thuật ánh sáng sáng chói nở rộ một đầu vân tước hư ảnh xuất hiện sau lưng Lâm Dương, tiếp lấy hắn trực tiếp bay lên trời, xuất hiện tại rừng cây trên không. Thanh Lân ưng nháy mắt chính là nhìn thấy Lâm Dương, trong mắt băng lãnh, đinh lên trước mắt cái này nhân loại con non, nó hoàn toàn không sợ hãi, bởi vì nó mới được phiến khu vực này cấp cao nhất loài săn mồi, chỉ cần không lên núi mạch chỗ sâu nhất, có thể đi ngang. Nó hai cánh mở ra, gió mạnh gào thét, trong mắt hung ánh sáng đại thịnh, vỗ cánh mà bay trực tiếp hướng về Lâm Dương bổ nhào dết tới. Dài mười mấy mét thân thể, hai cánh mở ra có tới hai mươi mét, như thế một cái quái vật khổng lồ cuối sông lại, thành thế kinh người, để cành gãy lá úa sụp đổ, còn không có tiếp cận đâu, đáng sợ luồng không khí liền đã quát mặt người đau nhức. Nhìn xem thanh lân ưng lao ra, Lâm Dương trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, trong mắt lập loài chiến ý, trực tiếp thôi động trong cơ thể thức tỉnh ra tới tất cả voi lớn hạt giống. Chỉ một thoáng, Lâm Dương trong cơ thể tia sáng bắn ra bốn phía, kinh khủng cự lực phun trào, phía sau vân tước hai cánh chấn động, Lâm Dương hướng thẳng đến thanh lân ưng vọt tới, lòng bàn tay phù văn chấp động, cự lực bảo thuật nháy mắt gia trì tại Lâm Dương trên thân, lực lượng biến càng thêm khủng bố. Thanh lân ưng ánh mắt co rụt lại, giống như là có cảm ứng, đình chỉ xung kích, nhìn chầm chập nhân loại trước mắt con non, lộ ra vẻ đề phòng, nó trong lòng rất nghi hoặc, chỉ là một nhân loại con non, tại sao lại để nó cảm thấy một cổ nguy cơ rất lớn. Sau đó, nó hơn nửa mét dài đen mỏ đột nhiên phát ra ánh sáng, một cái phụ văn hiện ra, tản ra ra kinh khủng uy áp. Thanh lân ưng huyết dài, mặc dù bị lâm dương tản mát ra khí tức chấn nhiếp, nhưng lại không có cam lòng, như loan đao màu đen mỏ chim chỗ ống ánh sáng bóng tụ tập, phụ càng ngày càng cường thịnh, nó muốn triển khai công kích. Một loại lực lượng thần bí ngay tại tích lũy, tụ hướng mỏ chim, nơi đó càng phát sáng chói kinh hãi trong núi lớn phi cầm tẩu thú tất cả đều nơm nớp lo sợ sau đó trốn bán sống bán chết đây là thanh lân ưng bảo thuật nhìn xem thanh lân ưng trên thân tán phát ra tới khí tức khủng bố lâm dương trong mắt sáng lên nếu là bắt lấy đầu này thanh lân ưng chính mình liền có thể học được thanh lân ưng bảo thuật nghĩ tới đây lâm dương tâm niệm vừa động thi triển ra chân hoàng âm theo sáng chói phù văn tia sáng hiện lên một đạo sáng chói chói mắt chân hoàng hư ảnh chậm rãi hiện lên ở lâm dương trên thân, một cổ khổng lồ khí tức từ trên người lâm dương phát ra. Nhìn xem một màn này, thanh lân ưng cái kia lạnh lẽo trong mắt lập tức xuất hiện kinh nghi, không dám tới gần, giống như là bị triệt để chấn nhiếp, song phương giằng co, ở vào yên lặng ngắn ngủi kỳ. Giữa không trung, thanh lân ưng căm thù, trong mắt lộ hung quang, nhưng thủy chung không có lao xuống, mà là cẩn thận giằng co, không lập tức khai thác hành động ly, sau một lát, thanh lân ưng cuối cùng động, chỉ gặp nó cực lớn hai cánh mở ra, thế mà bay thẳng đi, căn bản không có dự định cùng Lâm Dương đối chiến, bởi vì nó đã cảm ứng được chính mình trứng cũng không ở trước mắt cái này nhân loại con non trong tay. Thật thông minh chim. Lâm Dương cũng phản ứng lại, vội vàng thi triển vân tước bảo thuật đuổi kịp, chợt hỗn thiên lăng ra hiện trong tay hắn. Đi. Lâm Dương thôi động hỗn thiên lăng, chỉ một thoáng, hỗn thiên lăng bên trên tia sáng vạn trượng, trong lúc huy động gió mây biến sắc, triển khai nháy mắt, tự như lửa khối ngàn đám, hồng hồng hỏa hỏa, hóa thành một đạo lớn lớn như hỏa long hướng phía thanh lân ưng đuổi theo. Ly cảm nhận được phía sau truyền đến nguy cơ, thanh lân ưng có chút bối rối, nó chấn động hai cánh, chuẩn bị chạy trốn, có thế đã tới không kịp. Hỗn thiên lăng tốc độ cực nhanh, như một đầu cự long, mấy cái lấp lóe ở giữa, chính là trực tiếp tiếp cận thanh lân ưng trong hư không, hỗn thiên lăng trên thân tách ra sáng chói đỏ thẩm tia sáng, như một đầu màu đỏ cự lông, rất nhanh liền cùng che trời cự điểu đối đầu. Ly cảm nhận được hỗn thiên lăng phát ra bất phạm, thanh lân ưng cực lớn đồng tử màu vàng bên trong lóe qua một tia kiên kỵ. Sau một khắc, thanh lân ưng cánh chim bên trên hiển lộ ra từng đạo từng đạo huyền ảo phù văn, ánh sáng xanh nở rộ, theo sau khi ngưng tụ ra một đạo to lớn vô cùng ngôi sao màu xanh hướng phía hỗn thiên lăng oanh tới hỗn thiên lăng tốc độ cực nhanh tại ngôi sao màu xanh gần oanh tới nháy mắt hỗn thiên lăng giống như có được linh trí lấy một cái cực kỳ quỷ dị vặn vẹo nháy mắt tránh thoát ngôi sao màu xanh sau đó lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía thanh lân ưng phóng đi oanh ngôi sao màu xanh giống như một đạo thanh sắc cầu vòng ánh sáng phá toái hư không trực tiếp đập xuống tại một chỗ núi trên đồi trực tiếp đem toàn bộ gò núi đập sập một nửa ly đúng lúc này hư không bên trên thanh lân ưng đột nhiên phát ra một tiếng chói tai hót vang, thanh âm bên trong mang theo vẻ kinh hoảng. Chỉ gặp thời khắc này hỗn thiên lăng đã tiếp xúc đến thanh lân ưng thân thể, cấp tốc cuốn lên nó cái kia to lớn vô cùng thân thể. Tại thanh lân ưng còn chưa kịp phản ứng nháy mắt, hỗn thiên lăng nhanh chóng dài ra, như là một đầu lửa đỏ cự lông, cấp tốc cuốn lên thanh lân ưng thân thể, trong nháy mắt liền đem nó buộc cái chặt chẽ vững vàng. Ly hư không bên trên, thanh lân ưng đã không để ý tới chính mình trứng. Nó kịch liệt dãy dụa, chấn động rộng lớn vô cùng cánh, ý đồ từ hỗn thiên lăng buộc chặt bên trong tránh ra. Nhưng theo nó dãy dụa, hỗn thiên lăng ngược lại là càng buộc càng chặt, sau đó càng là trực tiếp thuận thanh lân ưng thân thể, cúng lên nó cái kia rộng lớn cánh, nháy mắt để nó mất đi năng lực phi hành. Ly, hai cánh bị trói buộc, thanh lân ưng âm thanh nghe tới càng thêm kinh hoảng, mất đi bay lượng năng lực về sau, nó cái kia thân thể khổng lồ lập tức ngăn không được hướng phía dưới trong rừng hoang rơi xuống. Lần này ta nhìn ngươi chạy thế nào? Nhìn xem thanh lân ưng rơi xuống một màn, theo sát phía sau lâm dương, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Sau đó hắn thi triển vân tước bảo thuật, nhanh chóng hướng phía thanh lân ưng rơi xuống địa phương đuổi theo. Oanh! Trong rừng hoang, thanh lân ưng cái kia thân thể cao lớn tận tận lớp lớp rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu to lớn. Ly Thanh Lân ưng nhục thân vô cùng nó cường hãn, từ trên cao rớt xuống, cũng chỉ là hét thảm một tiếng, vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng, kịch liệt dãy dụa lấy, có thế hỗn thiên lăng càng buộc càng chặt, Thanh Lân ưng vô luận như thế nào dãy dụa, đều không thể đứng dậy, chớ nói chi là một lần nữa bay lên không trung. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 36 Hàng phục Thanh Lân ưng Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Lâm Dương rất nhanh liền đi tới thanh lân ưng rơi xuống trên mặt đất, thi triển vân tước bảo thuật, hắn trực tiếp rơi vào thanh lân ưng trên cổ, sau đó trái phải bắt lấy một cái lông vũ, duỗi ra trắng nõn tay phải, từng quyền từng quyền đánh vào thanh lân ưng trên đầu. Ly, thanh lân ưng bị đau, phát ra bén nhọn kêu thảm, chợt thân thể kịch liệt dãy giụa, muốn phải đem Lâm Dương từ trên lưng mình lật tung xuống tới. Lâm Dương nắm chắc một cái lông vũ, không nói hai lời, tiếp tục quơ nắm đấm của mình thần phục, hoặc là chết. Mỗi đánh một quyền, Lâm Dương đều biết hướng về phía dưới thân Thanh Lân ưng quát. Thanh Lân ưng dãy dù càng lợi hại, Lâm Dương đánh liền càng dùng sức. Lâm Dương biết rõ, giống như Thanh Lân ưng loại này bá chủ cấp hung thú, sớm đã thông linh, có thể nghe hiểu tiếng người. Thanh Lân ưng thân làm hung thú, lại là bá chủ cấp hung thú, tự nhiên là giả tính khó thuần, càng không ngừng dãy dùa, muốn phải phản kháng. Lâm Dương trong lòng quyết tâm, tăng lớn cường độ, càng không ngừng đánh tơi bời Thanh Lân ưng. Tại hỗn thiên lăng buộc chặt phía dưới, Thanh Lân ưng không có phản kháng chút nào lực lượng, chỉ có thể bị Lâm Dương khi nhục. Rất nhanh, Thanh Lân ưng đầu liền bị đánh da tróc thịt bông, máu tươi chảy ròng. Lâm Dương thấy Thanh Lân ưng ngu xuẩn mất khôn, trong lòng cũng là từng bước sinh sát ý, đã không muốn thần phục chính mình, đó chính là đi chết đi. Ly, ngay tại Lâm Dương chuẩn bị thống hạ sát thủ lúc, thanh lân ưng tự hồ cảm ứng được lâm dương phát ra sát ý, than nhẹ một tiếng, đình chỉ tiếp tục dãy dùa, yên tĩnh trở lại. Hả? Không phản kháng rồi. Đây là thần phục sao? Lâm dương thấy thanh lân ưng không động, lập tức sững sờ, chợt hướng về phía thanh lân ưng hỏi. Về sau, ngươi chính là tọa kỵ của ta, ta là chủ nhân của ngươi. Ly, thanh lân ưng ngâm khẽ một tiếng, đáp lại lâm dương, biểu thị đã thần phục lâm dương thấy thế trong lòng vui mừng sau đó hung tợn nói ngươi nếu là lừa gạt ta ta liền đem ngươi làm thịt nướng đến ăn hết thanh lân ưng run lên trong lòng nghĩ thầm cái này nhân loại con non như thế nào sao hung thú còn muốn hung tàn chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ biểu thị chính mình thật tình thần phục lâm dương thấy thế lúc này mới niệm động chú ngữ đem hỗn thiên lăng cởi ra khôi phục tự do về sau thanh lân ưng nhìn thoáng qua đứng ở trước mắt lâm dương lại nhìn một chút trong tay hắn hỗn thiên lăng, trong con mắt lộ ra vẻ kiên dè, đang hoàng chờ tại nguyên chỗ, không có một tia dị động. Hừ, tính ngươi thức thời, không phải vậy trực tiếp giết, nướng đến ăn. Lâm Dương lung lay trong tay hỗn thiên lăng, hung tợn nói. Ngươi đừng nhúc nhích, ta chữa cho ngươi thương. Chợt, Lâm Dương thả người nhảy lên, đi thẳng tới thanh lân ưng đầu lâu bên trên, thi triển đại trị liệu thuật, lòng bàn tay ánh sáng xanh lục quanh quẩn, rất nhanh liền đem thanh lân ưng trên đầu thương thế chữa khỏi. Chuyện gì xảy ra, đầu kia thanh lân ưng nổi điên làm gì, chạy thế nào đến chúng ta thôn phụ cận đến giày vò. Bên trong thạch thôn, sớm có người phát hiện trong hư không dị thường, lộ ra vẻ ngờ vực, nhanh chóng phái người đi bẩm báo mấy vị tộc lão, một đám người đi tới đầu thôn một tòa đài cao bên trên hướng khu vực kia quan sát. Tộc trưởng, hôm nay ta nhìn thấy nhị mảnh, đại tráng còn có tiểu bất điểm bọn hắn lén lén lúc lúc tụ cùng một chỗ, nên không phải bọn hắn ra thôn gây tai họa đi, một cái 14-15 tuổi đại hài tử nói, báo cho mười cái hơi nhỏ hài tử không thấy. Bọn này tranh con. Thạch lâm hổ vỗ đùi, đột nhiên nhớ tới bọn hắn đàm luận thanh lân ưng lúc, bị hầu chờ mấy đứa bé ở bên thò đầu ra nhìn. Tộc trưởng Thạch Vân Phong biết về sau, rõ ràng tình huống khẩn cấp, phi thường quả quyết nói. Nhanh đi, đem hai cái tổ khí mang tới, chúng ta cùng đi thạch thôn cường tráng nhất một đám nam tử toàn bộ điều động, vì hài tử, con mắt đều đỏ, quản ngươi có đúng hay không thái cổ ma cầm hậu duệ, đồng dạng muốn đi chiến đấu có mang theo mấy trăm cân lan nha đại bổng, có khiên cao cỡ một người siêu cấp đại cung, còn có tay cầm nhiều cao cỡ nửa người hát thiết kiếm bản rộng, đằng đằng sát khí. Yên tâm đi, nhóm em bé không có việc gì, cái kia không có lông ưng lớn dám làm dữ không phải đem nó băm đút cây heo không thể những hán tử này an ủi phụ nữ trẻ em đóng to sau đó ngao lãm nhảm một cổ họng sông vào núi rừng rất nhanh bọn hắn liền gặp trốn về đến một đám hùng hài tử a à, tộc trưởng cùng a thúc bọn hắn tới cứu chúng ta về nhà trông thấy các đại nhân một đám hùng hài tử như ông vỡ tổ chạy ra chạy về phía đại nhân mà bên này thạch lâm hổ cùng thạch phi giao mấy người cũng cậy vào hai cái tổ khí trước đi tiếp ứng song phương nhanh chóng chuyển hợp lại cùng nhau. Hoa tử không có sao chứ. Một đám tráng hán vọt tới, ông lấy nhà mình bé con, lật qua rơi đi qua nhìn, chỉ lo làm bị thương cái gì bộ vị. Không có việc gì, chúng ta đều thật tốt, chỉ có riêng lẻ vài người chạy da da mà thôi. Bọn nhỏ đáp lại. Không có việc gì liền tốt. Những thứ này mảnh hán yên lòng, sau đó từng cái vung lên quạt hương bộ bàn tay lớn, có thể kình hướng phía những thứ này oa tử trên mông vỗ ai u đau chết rồi làm gì đánh chúng ta không phải mới vừa còn rất quan tâm chúng ta sao như thế nào đảo mắt liền trở mặt bọn nhỏ lập tức phát ra tiếng kêu thảm tộc trưởng gia gia lâm dương hắn còn ở phía sau hắn lưu lại đối phó thanh lân ưng hiện tại rất nguy hiểm ngươi nhanh đi mau cứu hắn đi tiểu bất điểm thì là lo lắng chạy đến tộc trưởng thạch vân phong trước mặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập lo lắng cái gì, tiểu dương tử còn chưa có trở lại. Hắn đi cùng thanh lân ưng chiến đấu rồi. Thạch Vân Phong nghe vậy, lập tức quá sợ hãi, Lâm Dương hiện tại thế nhưng là thạch thôn bảo bối, làm sao có thể xảy ra chuyện. Cái khác thạch thôn nam nhân cũng là thần sắc lo lắng, Lâm Dương bây giờ thế nhưng là thạch thôn tiểu thần y, trợ giúp không ít người, bọn hắn đối Lâm Dương cũng là có cực lớn hảo cảm. Lưu hai người đem bọn nhỏ mang về, những người còn lại đi với ta cứu tiểu dương tử. Tộc trưởng Thạch Vân Phong vung tay lên, liền chuẩn bị mang theo Thạch Thôn đám nam nhân, hướng phía Thanh Lân ưng đánh tới. Đúng lúc này, một hồi cùng phong gào thét, lá rụng bay tán loạn, một cổ khí tức cường đại hướng phía bên này đánh tới. Thạch Vân Phong nhìn xem trong hư không xuất hiện thân ảnh to lớn, trọng mắt co rụt lại, sau đó hét lớn. Đại gia chuẩn bị chiến đấu, Thanh Lân ưng dết tới tất cả mọi người tập hợp một chỗ phòng ngự lâm hổ ngươi tế tổ khí tộc trưởng thạch vân phong nói cùng như thế một đầu kinh khủng ma cầm hậu duệ đối cứng khẳng định biết tổn thất nặng nề chỉ có dùng trong thôn tổ truyền xuống cổ xưa bảo khí chấn nhiếp mới có thể kinh sợ thối lui nó không có lông ưng lớn tới hướng ta chỗ này xong thạch lâm hổ kêu to đè vào phía trước nhất ngửa đầu nhìn xem đầu kia lao xuống hung cầm cùng lúc đó hắn từ trong ngực móc ra một khối xương thú, hẳn là một loại hung thú cẳng tay. Phi giao ngươi cũng động tổ khí. Tộc trưởng Thạch Vân Phong mệnh lệnh trong thôn một cái khác cường đại nam nhân tế kiện thứ hai tổ khí. Thạch Phi giao cường tráng có lực, bỏ xuống trong tay lan nha đại bổng, vận chuyển lực lượng thần bí, lòng ngực chỗ lập tức có xương sáng lên, như từng khỏa ngôi sao lấp lóe. Hắn cấp tốc từ trong ngực móc ra một tấm cổ xưa mà vết máu loang lỗ nhiều màu da thú cổ bỗng nhiên ấn về phía bộ ngực. Oanh! Một cổ cùng bá khí tức hướng thập phương khuếch tán, kinh hải trong núi rừng đủ loại sinh vật sợ hãi, như một đầu thái cổ di chủng hiện ở nơi này. Nhìn xem càng ngày càng gần thanh lân ưng, trong lòng hai người hung ác, đang chuẩn bị vận dụng tổ khí. Tộc trưởng Gia Gia, không nên động thủ, là người một nhà. Ngay tại cái này lúc này trong hư không truyền đến một tiếng thanh âm non nớt. Nghe được âm thanh, Thạch Vân Phong đám người sững sờ, chợt kịp phản ứng. Là tiểu dương tử âm thanh. Ánh mắt mọi người nhìn về phía trong hư không đã đình chỉ tiến lên thanh lân ưng, tại cái kia đầu lâu to lớn phía trên, thình lình đứng tại một đạo thân ảnh kiều tiểu, chính đối thạch thôn đám người phất tay. Tại áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 37 Thanh lân ưng bảo thuật Hung cầm trứng nở Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio con mẹ nó, kia là tiểu dương tử. Hắn làm sao lại ngồi vào thanh lân ưng trên đầu đi? Tiểu gia hỏa này lá gan cũng quá lớn đi, cái kia thế nhưng là thanh lân ưng A. À. 666, tiểu dương tử cái này sống thao tác là thật trâu bò. Nhìn xem xếp bằng ở thanh lân ưng đầu lâu bên trên lâm dương, trong lòng mọi người chấn kinh, nghi hoặc không giải. Trong hư không, lâm dương trắng nõn sông tay nắm thật chặt thanh lân ưng trên đầu lông vũ nhìn chầm chầm gió lớn, chậm rãi đáp xuống trên mặt đất. Tiểu dương tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn xem lâm dương từ thanh lân ưng trên thân nhảy xuống tới, tộc trưởng Thạch Vân Phong vội vàng truy vấn. Hắn mắt nhìn thành thành thật thật, yên lặng đứng ở nơi đó thanh lân ưng. Trong lòng mười phần không giải. Cái này thanh lân ưng cũng quá thành thật. Tiểu dương tử bọn hắn không phải trộm nó trứng sao. Vì cái gì nó không có nổi giận tộc trưởng Gia Gia, các vị A Thúc, không cần lo lắng, thanh lân ưng đã bị ta chế phục. Lâm Dương giải thích nói. À, bị ngươi chế phục rồi. Đám người nghe vậy, nhìn xem Lâm Dương nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, lại nhìn một chút thanh lân ưng cái kia vô cùng to lớn thân thể, lập tức một mặt mộng bức. Lâm Dương thấy đại gia tựa hồ không tin, vội vàng phất phất tay, để thanh lân ưng tới. Thanh lân ưng lập tức ngoan ngoãn đi tới, thành thành thật thật, cũng không đã thương người. Nhìn thấy một màn này, Thạch Vân Phong đám người rốt cục tin, trừng lớn hai mắt, khiếp sợ trong lòng quả thực đến mức độ không còn gì hơn. Tiểu gia hỏa này, thế mà thật đem thanh lân ưng vị này bá chủ cấp hung thú chế phục rồi. Đây cũng quá không chân thực đi. Tiểu dương tử, người như thế nào thu phục nó? Thạch Vân Phong chấn kinh sau khi, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Lâm dương quơ trắng nõn nắm đấm, tự tin nói đương nhiên là dùng thiết quyền của ta, đưa nó đánh phục. Mọi người thấy Lâm Dương cái kia trắng nõn nắm đấm, trong lòng im lặng. Liền ngươi cái này không dứt sữa oa nhi, còn nắm đấm thét. Bất quá nghĩ đến Lâm Dương trời sinh thần lực, cũng là có khả năng này. Thanh Lân ưng ánh mắt nhìn Lâm Dương nắm đấm, cũng là một hồi buồn bực. Vị này nhân loại con non, thế nào hung tàn như vậy, kém chút đem đầu lâu của mình trực tiếp đập nát. Nói là nắm đấm thép cũng không quá đáng. Sau đó, Thạch Vân Phong lại thăm dò hai lần, phát hiện Thanh Lân Ưng không hề tức giận, cũng không có đã thương người, lúc này mới xác định Lâm Dương đã đem Thanh Lân Ưng thành công thu phục. Nói cách khác, chúng ta thôn sau này nhiều một đầu Thanh Lân Ưng chiến sủng rồi. Cái này Thanh Lân Ưng thực lực mạnh như vậy, đem biết tăng lên rất nhiều chúng ta thôn thực lực. Đám người kịp phản ứng về sau, mặt bên trên lập tức lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Lúc trước, hung hài tử nhóm trọng thanh lân ưng trứng, chính là vì nở ra tới, có thể vì thôn tăng thêm mấy đầu cường đại chiến sủng. Mà bây giờ, thanh lân ưng trứng không chỉ bị trọng trở về, liền thanh lân ưng cũng bị lâm dương trực tiếp hàng phục. Đây quả thực là cả người cả của hai đến A. Có thanh lân ưng gia nhập, sau này đội đi săn ra ngoài săn giết hung thú, chẳng phải là an toàn nhiều. Nghĩ tới đây, một đám người của đội đi săn ánh mắt cực nóng nhìn xem thanh lân ưng, chợt đi tới Lâm Dương trước mặt, mặt liếm láp nói. Tiểu Dương tử, ngươi cái này thanh lân ưng có thể nhất định muốn cấp cho A à Thúc sử dụng, đến lúc đó đi săn có thể thành thuận tiện nhiều. Lâm Dương lắc đầu, nói. Nó sẽ không để cho các ngươi kỵ, thanh lân ưng chính là bá chủ cấp hung thú, trừ phi thực lực của các ngươi có thể làm cho nó tán đồng, nếu không các ngươi cũng đừng nghĩ cưỡi tại trên người của nó. Nghe vậy, đám người có chút thất vọng, bọn hắn thực lực So với Thanh Lân ưng đến nói, tự nhiên là kém xa. Lâm Dương suy nghĩ một chút, thuận thế nói: "Như vậy đi, các vị a thúc, sau này ta liền gia nhập các ngươi đội đi săn, cưỡi Thanh Lân ưng cùng các ngươi cùng đi đi săn như thế nào đây?" "Cái này." Nghe vậy, đội đi săn đội trưởng Thạch Lâm hổ sững sờ, có chút do dự nhìn về phía Thạch Vân Phong, tuy nói Lâm Dương thực lực đã được đến bọn hắn tán thành, nhưng tuổi của hắn thực tế là quá nhỏ, trong lúc nhất thời thạch lâm hổ vô pháp làm ra quyết đoán lâm dương ngươi có nắm chắc không bên trong đại hoang không phải sau bên ngoài rất nguy hiểm thạch vân phong sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía lâm dương tộc trưởng gia gia ngươi cứ yên tâm đi chỉ là mấy con hung thú còn vô pháp làm tổn thương ta lâm dương tự tin vỗ vỗ bộ ngực nghĩ thầm chính mình cũng không biết làm thịt nhiều ít hung thú liền bá chủ cấp hung thú đều làm thịt mấy đầu còn sợ cái cộng lông đã như vậy, vậy ngươi sau này liền theo đội đi săn ra ngoài đi săn đi. Thạch Vân Phong nghĩ đến Lâm Dương nắm giữ đủ loại bảo thuật, còn có hắn trời sinh thần lực, trầm mặt chỉ chốc lát, rốt cục đáp ứng Lâm Dương yêu cầu. Nghe vậy, Lâm Dương có chút cao hứng, sau này cuối cùng có thể quan minh chính đại săn giết hung thú. Lâm Dương, ngươi không sao chứ? Lâm Dương, ngươi cũng quá lợi hại. Đúng đấy, thế mà liền thanh lân ưng đều có thể chế phục. Làm Lâm Dương cùng một đám hùng hài tử tụ hợp về sau, bọn hắn lập tức lộ ra sùng bái ánh mắt, bọn hắn chỉ có thể trộm trứng, mà Lâm Dương cũng là đã có thể hàng phục thanh lân ưng, trên lệch này cũng không tránh khỏi quá lớn. Sau đó, đại gia ông ba cái thanh lân ưng trứng, cao hứng bừng bừng trở lại thạch thôn. Ba cái chậu nước lớn bích ngọc trứng, ống ánh sáng long lanh, lốm đốm một chút, có xinh đẹp ánh sáng chảy xuôi, phù lực lượng thần bí đang tràn ngập, ánh sáng thần thánh một chút. Mọi người ở đây đến thạch thôn cửa thôn, tế đàn bên cạnh gốc kia cây liễu già đột nhiên động, cái kia vẻn vẹn có một đầu cành liễu, ráng mây xanh lượn lờ, như sáng lạng thần liên rủ xuống đến, nhẹ nhàng mơn trớn một cái trứng, nhất thời làm nó quang mang đại thịnh. Thấy cảnh này, tất cả mọi người lập tức đều ngây người. Liễu thần đây là đang làm gì? Cùng lúc đó, bị lâm dương cưỡi trên người, cái kia như nước thép đúc kim loại mà thành thanh lân ưng cũng là chấn động, đột nhiên mà ngẩng đầu, trong mắt bắn ra hai tia chớp chùm sáng, nhìn chòng chọc vào tế đàn nơi đó. Chỉ gặp bị xanh nhạt cành liễu phất qua trứng, ánh sáng vạn đạo, điềm lành rực rỡ, ánh sáng sương mù mờ mịt, giống như là thoáng cái, thần hóa, ống ánh mà sáng chói, vô cùng kinh người. Tại vỏ trứng bên trên, những ban điểm kia đang phát sáng, như từng khỏa mặt trời nhỏ, tỏa ra mảnh liệt trực cháy mũi nhọn, hiện ra một cổ tràng đầy sinh cơ. Mà lại, điểm lắm tắm chung quanh hiện ra càng nhiều hoa văn, phức tạp khó hiểu, lóa mắt đỉnh điểm, như lông xà cùng nổi lên, như thần tước tắm lửa bay múa. Viên kia trứng phát sinh không tên biến hóa, hoa văn xen lẫn, cấp tốc lan tràn, thời gian không dài, chỉnh viên trứng đều phát sinh biến dị, nhiều rất nhiều hoa văn, diễm lệ mà chói lọi, ánh sáng thần thánh phân tán. Cái này viên trứng sinh cơ so vừa rồi cường thịnh cũng không biết bao nhiêu lần, thái cổ ma cầm truyền thừa xuống sinh mệnh lạc ấn hẳn là khôi phục không ít, cái này quả trứng nếu là nở khẳng định hơn xa thanh lân ưng. Tộc trưởng Thạch Vân Phong giật mình nói. Cái này viên trứng có chút đặc biệt, có khả năng kế thừa thái cổ ma cầm không ít ấn ký mảnh vỡ, phát sinh hiện tượng phản tổ, như là như thế này, huyết mạch cao quý vô cùng, hơn xa cha của hắn mẫu. Cây liễu già cành non nhẹ nhàng phất một cái liền tạo thành cảnh tượng bực này, làm cho người rung động là nó phát hiện này trứng đặc biệt, vẫn là nó có một loại lực lượng thần bí, để này trứng phát sinh biến hóa thôn nhân tất cả đều giật mình, nhìn xem viên kia tỏa ra rực rỡ quan huy trứng, trong mắt đều lộ ra ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn, đây tuyệt đối là một đầu khó được chiến cầm, tiềm lực vô tận. Ngoài thôn, toàn thân lân phiến chiếu sáng rạng rỡ thanh lân ưng, đứng tại trên tảng đá lớn này, hai mắt đăm đăm, chùm sáng như như giải lộ bắn ra, nó tự hồ cũng không thể tin được. Nó rất muốn xông qua nhìn xem đến tột cùng, nhưng khi thấy cây liễu già về sau, nó bản năng có chút e ngại, không dám tới gần, có chút dồn dập phát ra âm thanh kêu lên. Đừng lo lắng, liễu thần sẽ không tổn thương ngươi trứng. Lâm Dương ngồi tại thanh lân ưng đầu lâu bên trên, lên tiếng trấn an nó. Đầu kia cành liễu xanh biên biết, sinh cơ dạt vào, nhẹ nhàng phất qua về sau, lại chậm rãi rút ra mà đi, đã không còn bất kỳ động tác gì. Rõ ràng, nó hứng thú không lớn, chỉ là tùy ý phất một cái mà thôi. Người trong thôn lộ ra ánh mắt kính sợ, thời gian thật dài sau mới bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy liễu thần lui trở về, thanh lân ưng lúc này mới dám đi qua, chấn động hai cánh, hóa thành một cổ cùng bạo gió, nháy mắt đánh tới, hai cánh mở ra, thoáng cái bảo vệ ba cái trứng, sau đó cẩn thận nhìn chầm chầm viên kia lốm đốm xen lẫn, ống ánh lóe sáng đặc biệt trứng. Một lát sau, làm lâm dương từ thanh lân ưng trên lưng nhảy xuống về sau, thanh lân ưng đột nhiên phát ra hét dài một tiếng, đầu này hung cầm tựa hồ cực kỳ phấn khởi, nó âm xé trời, khắp nơi cự mộc trung rẩy, loạn lá cùng bay. Thời gian thật dài sau nó mới ngẩng đầu, trong con ngươi lộ ra vẻ kỳ dị, nhìn chầm chầm trong thôn cây liễu già, lộ ra vẻ cảm kích. Nhưng mà, ra ngoài dự liệu của mọi người, thanh lân ưng vỗ cánh, sau đó đột nhiên một cái, gió lớn hô hô rung động, đem ba cái trứng toàn bộ đẩy tới trong thôn lăn hướng cây liễu lớn nơi đó cái gì nó không muốn đưa cho liễu thần rồi đám người có chút đờ ra cái này là làm sao vậy cái này thanh lân ưng như thế nào là lạ nó là nhìn thấy một cái trứng biến dị phù dày đặc tương lai biết xa cường đại tại nó muốn lưu cho ta tộc tế linh để chúng ta nuôi lớn tộc trưởng thạch vân phong nói nó có thế có tâm tư như vậy một đám người đều giật mình. Không nên quên, cái này thế nhưng là một đầu ở trong người ngưng kết xuất thần bí phù hung cầm, có được tràn ra lực lượng thần bí nguồn suối xương, nó trí tuệ ứng chẳng lẽ so với nhân loại thấp. Lão tộc trưởng nói, càng là cường đại hung cầm dị thú, nó trí tuệ càng cao, truyền thuyết có chút thái cổ di chủng so với nhân tộc đều muốn thông minh rất nhiều, nhìn xuống trên mặt đất nhân loại bộ tộc như thần minh. Sau đó, tộc trưởng lớn tiếng hỏi thăm, nó là có hay không muốn đem dòng giỏi lưu tại nơi này kết quả đầu kia thanh lân ưng lại gật gật đầu sau đó lấy ánh mắt ra hiệu nhìn về phía ba cái trứng lại nhìn về phía cây liễu già hô sau đó cùng phong gào thét thanh lân ưng hai cánh mở ra lập tức lại trở lại lâm dương bên người thành thành thật thật đứng ở chỗ này đám người nghẹn họng nhìn trân trối cái này thanh lân ưng thế mà ngay cả mình trứng đều không quan tâm nguyên bản bọn hắn còn nghĩ để thanh lân ưng tiếp tục đem ba cái trứng cho nở ra tới đâu. Mọi người thấy rơi vào dưới cây liễu mặt ba cái trứng, đưa mắt nhìn nhau. Lâm hổ thúc tiếp xuống làm sao bây giờ? Nhị mảnh hỏi. Thế nào làm việc tình là các ngươi làm ra đến, các ngươi một đám tiểu gia hỏa đi phụ trách ấp trứng? Thạch Lâm hỗ trợn mắt nói. À, không muốn oa, cứu mạng. Một đám trẻ con lập tức kêu thảm, bọn hắn làm sao lại ấp trứng, gây sự, nướng trứng bọn hắn ngược lại là thành thạo. Sau đó, ba cái trứng được bày tại dưới cây liễu lớn tế đàn bên cạnh, có người đặc biệt phụ trách trong nom, yên lặng chờ ấu điểu phá xác ra, dù sao cái này thế nhưng là cường đại hung trầm trứng A, phi thường trân quý. Hôm sau, Lâm Dương liền đi theo người của đội đi săn tiến vào bên trong đại hoang, tiểu bất điểm cũng muốn cùng Lâm Dương đi, bị Lâm Dương lấy tuổi của hắn quá nhỏ cự tuyệt tiểu bất điểm rất tức giận rõ ràng gia hỏa này so với mình lớn hơn không được bao nhiêu lại luôn nói mình quá nhỏ quả thực quá làm người tức giận thế là tiểu bất điểm trong lòng âm thầm quyết định chính mình nhất định cố gắng luyện tập bảo thuật muốn đuổi kịp lâm dương thực lực nó cũng muốn đi hàng phục một con hung thú mang chính mình bay lâm dương mặc dù đi theo đội đi săn tiến vào đại hoang nhưng rất không thành thật thường xuyên chơi mất tích hắn cưỡi thanh lân ưng thạch lâm hổ mấy người cũng không làm gì được hắn chỉ có thể dặn dò hắn phải cẩn thận không được chạy xa lâm dương ngồi tại thanh lân ưng trên thân nhìn phía dưới rừng hoang trong lòng vô cùng thoải mái ly đúng lúc này một tiếng giống như xuyên kim liệt thạch âm thanh ở trong hư không vang lên sau đó lâm dương liền nhìn thấy một đạo thân ảnh khổng lồ chính hướng lấy bọn hắn vọt tới đây là một đầu cự cầm cùng thanh lân ưng đồng dạng loại ở không trung bá chủ Lâm Dương cùng Thanh Lân ưng xâm nhập địa bàn của nó, đầu này cự cầm cảm thấy nhận uy hiếp, liền chủ động ra tới tiến công. Nhìn xem hướng chính mình bay tới cự cầm, Lâm Dương khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, sau đó lòng bàn tay phù văn chấp động, trên cánh tay có một đạo ánh sáng rực đang du động, vọt tới trong lòng bàn tay của hắn, sau đó tránh thoát ra tới. Ken Cái kia ánh sáng lại như bảo cụ ra khỏi vỏ, phát ra một tiếng tiếng kim loại rung, một vòng to lớn trăng sáng sáng lạng mà thần thánh, bay ra ngoài, suy một tiếng trực tiếp trảm tại đầu kia cự cầm trên thân. Lâm Dương thi triển, rõ ràng là thanh lân ưng bảo thuật. Thanh lân ưng xem như thái cổ ma cầm hậu duệ, trong cơ thể tự nhiên sinh ra bảo cốt, kết có một cái cường đại phù văn, lực lượng thần bí kinh người, hắn tại quan sát cái phù văn này về sau, chính là trực tiếp nắm giữ trên của hắn ghi lại thanh lân ưng bảo thuật. Loại này nguyên thủy bảo cốt sinh ra hoa văn, chuyên thuộc về cái này một chủng tộc càng là cường đại thái cổ di chủng càng là không cho phép này phù văn ngoại truyền nếu không tất nhiên đem hết toàn lực truy sát còn tốt thanh lân ưng đã bị lâm dương thu phục này mới khiến hắn dễ dàng như thế học xong thanh lân ưng bảo thuật này nguyên thủy phù văn cực kỳ hy hữu trân quý hơn xa nhân loại nghiên cứu đồng dạng cốt văn vì bí mật bất truyền có thể coi là bảo phù có thể nói như thế một loại phù văn bù đắp được nhân tộc một bộ rất mạnh cốt thư, nhưng phàm thể bên trong có thế tự nhiên sinh ra phù văn sinh vật đều tuyệt đối bất phàm. Mà thạch thôn hai cái tổ khí, chính là từ hai đầu siêu cấp kinh khủng thái cổ di chủng trên thân tróc ra, đi qua rèn luyện, tế luyện, mới trở thành hiện tại đáng sợ bảo cụ. Ly thể bị một vòng to lớn trăng sáng đập trúng, cái kia cự cầm lập tức hét thảm một tiếng, trực tiếp từ trong hư không rơi xuống. Đại thanh, mau đuổi theo, đừng để hắn trốn thoát. Lâm Dương ngồi tại Thanh Lân ưng trên lưng, lớn tiếng hô. Đại Thanh, là Lâm Dương cho Thanh Lân ưng lấy danh tự. Thanh Lân ưng nghe vậy, cực lớn hai cánh mở ra, hướng thẳng đến đầu kia cự cầm rơi xuống vị trí phóng đi. Một lát sau, tại Lâm Dương cùng Thanh Lân ưng một cộng có một thú giáp công phía dưới, đầu này bá chủ cấp cự cầm trực tiếp bị Thanh Lân ưng nhất trảo nổ nát đầu lâu, bị mất mạng tại chỗ. Lâm Dương ngược lại là nghĩ tới muốn bao nhiêu bắt mấy đầu cự cầm về thạch thôn, thủ hộ thạch thôn an toàn. Nhưng bây giờ trừ chính mình, không có người có thể điều khiển cường đại như vậy hung thú. Lâm Dương sợ chính mình không ở tại chỗ, hung thú phát cuồng, tổn thương đến thôn nhân, bởi vậy liền gãy mất cái này ý niệm. Mà lại, nuôi một đầu hung cầm cũng không dễ dàng, thanh lân ưng một ngày sức ăn cực kỳ kinh người, để Lâm Dương hô to khủng bố. Lâm Dương tại thôn vệ cự cầm thi thể về sau, lúc này mới trở lại đội đi săn vị trí, đem một đầu ma ngưu thi thể mang cho đội đi săn. Con mẹ nó, tiểu dương tử được a, à, nhanh như vậy liền chém giết một đầu khổng lồ như vậy ma ngưu. Tiểu dương tử, ngươi có thể đừng có chạy lung tung, dứt khoát lưu tại nơi này được rồi. Đội đi săn mọi người thấy Lâm Dương thu hoạch, lập tức kinh ngạc lên tiếng, chợt lại lo lắng Lâm Dương an nguy, để hắn không nên chạy loạn các vị a à thúc các ngươi yên tâm đi đám hung thú này có thế không đã thương được ta lâm dương cưỡi lên thanh lân ưng lại nhanh như chớp biến mất tại đội đi săn trong tầm mắt tiểu tử thúi này lá gan cũng quá lớn nơi này thế nhưng là đại hoang cường đại hung thú nhiều vô số kể tiểu tử này dám như thế chạy loạn mọi người thấy lâm dương biến mất thân ảnh lập tức một hồi bực tức sau mười mấy ngày răng rắc một tiếng vang giòn dưới cây liễu một cái trứng xuất hiện vết trạng, bích ngọc sát vỡ ra, từ bên trong lăn xuống ra một cái tiểu gia hỏa, toàn thân vẫy màu xanh lấp lóe. Tiếp lấy một cái khác viên trứng cũng vỡ ra, tránh thoát ra đồng dạng một cái tiểu gia hỏa, thò đầu ra nhìn, con mắt rất sáng, tứ phương chung quanh. Viên thứ ba trứng rất đặc thù, tại vỡ ra lúc đầu tiên là phát ra từng đạo từng đạo ánh sáng, sau đó một tiếng kêu to truyền ra, cứng trắng trứng đột nhiên chỉnh thể bể nát, hóa thành bột mịn nơi đó ánh sáng thần thánh trong vắt. Một cái ấu điểu xuất hiện, trên thân thể không phải vẫy màu xanh, mà là vẫy tím, ánh sáng lấp lánh tràn mây màu, như một đám lửa đang thiêu đốt, so với nó hai cái huynh đệ muốn thần dị rất nhiều lần. Thời gian rất lâu về sau, đoàn kia hào quang màu tím mới thu lại, cái này linh tính kinh người ấu điểu toàn thân bao trùm sáng lạng vẫy tím, mắt to như nước trong veo giống như là biết nói chuyện, tò mò nhìn đám người, cho dù ai vừa nhìn liền biết, đây là một đầu rất không bình thường linh cầm ra đời đi một đám trẻ con reo hò chạy về đến nhà mang tới khối thịt liền muốn đút ba đầu tuổi nhỏ chim đột nhiên một tiếng huyết dài truyền đến trên tầng mây lao xuống một chỉ khổng lồ hung cầm cấp tốc tiếp cận thạch thôn ném xuống mảng lớn bóng tối là thanh lân ưng tiểu dương tử lại ngồi thanh lân ưng đi ra ngoài chơi nhìn xem trong hư không thanh lân ưng ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh kiều tiểu đang ngồi ở mặt trên hùng hài tử lập tức lộ ra ánh mắt hâm mộ có thể ngồi tại lớn trên lưng chim tự do bay lượn đây là bọn hắn một mực khát vọng đại gia thêm chút sức chỉ cần đem cái này ba tên tiểu gia hỏa nuôi lớn chúng ta cũng có thể bay tiểu bất điểm nhìn xem trong hư không thanh lân ưng trong mắt cũng là lộ ra ao ước sau đó nhìn xem vừa ra đời ba đầu tuổi nhỏ ưng trong mắt lập tức sáng lên Quanh một tiếng cửa thôn bụi đất tận trời thanh lân ưng buông ra cự trảo một đầu quái vật khổng lồ rơi ở trên mặt đất đập ra một cái hố to đất đá tung tóe bụi mù vọt lên đây là một đầu cực lớn long giác tượng dài đến sáu bảy mét cao cũng có năm sáu mét trên đầu đôi kia to lớn sừng rồng chấp động bảo quang nó cực kỳ nặng nề đè gãy vài cọng cổ thụ che trời lúc này nó sớm đã chết đi sau cối xây còn lớn xương đầu bên trên có mấy cái móng động máu tươi chảy cuồn cuộn bị một kích mất mạng à đây là lâm dương vì nhỏ thanh lân ưng chuẩn bị đồ ăn sao hung hai tử nhìn xem rớt xuống long giác tượng lập tức một hồi nghị luận ầm ĩ lúc này lâm dương cưỡi thanh lân ưng từ trong trời cao hạ xuống tới rơi vào cửa thôn sau đó lâm dương từ thanh lân ưng trên lưng nhảy xuống đi tới dưới cây liễu nhìn xem vừa ra đời ba tên tiểu gia hỏa trên mặt lộ ra một vòng ý cười Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 38 Thái Cổ Ma Cầm Thanh Thiên Bằng Bảo Thuật Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tiểu bất điểm, các ngươi có thể muốn thật tốt đem bọn hắn nuôi lớn, tương lai thôn sẽ phải dựa vào bọn họ thủ hộ. Lâm Dương nhìn trước mắt vừa ra đời tiểu gia hỏa, hướng về phía tiểu bất điểm chờ hùng hài tử phân phó nói. Ừm, ta muốn đem chúng nhanh lên nuôi lớn, đến lúc đó chúng ta cũng loại tại tọa kỵ của mình. Tiểu bất điểm ánh mắt nhìn một bên thanh lân ưng, mắt to chớp, con ngươi đen nhánh lộ ra vẻ chờ mong. Vậy các ngươi sẽ phải thêm chút sức. Lâm Dương nghe vậy, cười cười, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đầu kia toàn thân che kín vẫy màu tím tiểu gia hỏa. Nghe nói, thanh lân ưng chính là thái cổ ma cầm thanh thiên bằng hậu duệ, tiểu gia hỏa này xuất hiện hiện tượng phản tổ, đến lúc đó bảo cốt bên trên nói không chừng biết ấn khắc có thanh thiên bằng bảo thuật. Thanh thiên bằng thế nhưng là thái cổ hung cầm kim sĩ đại bằng biến chủng, thực lực cực kỳ cường đại, cùng kim sĩ đại bằng đồng dạng có thể xé xác long tộc, bộ tộc này bảo thuật, tất nhiên quy lực phi phàm. Nghĩ tới đây, Lâm Dương trong lòng ngược lại là rất chờ mong tiểu gia hỏa này nhanh lên lớn lên. Đến lúc đó chính mình liền có thể quan sát đến trong cơ thể nó nguyên thủy bảo cốt. Sau đó, Lâm Dương trong lòng hơi động, chính mình Hoàng Dương Bảo Dịch, cần phải có thể tăng lên cái này ba tên tiểu gia hỏa thực lực đi. Tiểu bất điểm, đi đem trong sân bình gốm lấy tới, ta muốn cho điểm bảo bối của ta cho chúng ăn. Lâm Dương hướng về phía tiểu bất điểm nói. Bảo bối của ngươi. Nghe vậy, tiểu bất điểm sững sờ, chợt đen lúng liếng lớn nhãn tình sáng lên, gật gật đầu, liền nện bước chân ngắn nhỏ chạy vào trong sân. Đối với Lâm Dương nói tới bảo bối, tiểu bất điểm tự nhiên lòng dạ biết rõ, Lúc trước hắn thế nhưng là cầm lâm dương bảo bối vụn trộm đã cứu trong làng không ít người. Tiểu bất điểm trên mặt đỏ bừng, hắn biết được lâm dương bảo bối bất phàm, nếu để cho lũ tiểu gia hỏa ăn vào, khẳng định biết có chỗ tốt không nhỏ. Nhớ kỹ thêm đầy nước. Lâm dương hô. Mình bây giờ dù sao cũng là bảo dược cấp bậc, hơn nữa còn là trân quý cấp bậc bảo dược, một giọt hoàng dương bảo dịch dược lực, cũng không phải mấy cái này vừa ra đời tiểu gia hỏa có thể thừa nhận được chỉ có thể thêm nước pha loãng. Rất nhanh, tiểu bất điểm chính là ông một cái bình gốm hấp tấp chạy tới, bên trong chứa đầy nước. Lâm Dương tâm niệm vừa động, trực tiếp đem một giọt vàng ống ánh hoàng dương bảo dịch nhỏ xuống tại bình gốm bên trong, chỉ một thoáng bình gốm phát ra sáng chói ánh sáng vàng, hóa thành một bình chất lỏng màu vàng ống. Sau đó, tiểu bất điểm bưng bình gốm, đi tới ba tên tiểu gia hỏa trước mặt. Ba tên tiểu gia hỏa thò đầu ra nhìn, tự hồ là ngửi được Hoàng Dương Bảo dịch mùi, nhãn tình sáng lên, lập tức xông tới. Uống nhanh, cái này thế nhưng là đồ tốt. Tiểu bất điểm bưng bình gớm, trên mặt cười hì hì, rất là hưng phấn. Ba tên tiểu gia hỏa đụng lên tiểu bất điểm trước mặt, thơm ngọt uống vào bình gốm bên trong chất lỏng màu vàng ống. Rất nhanh, bình gốm bên trong chất lỏng màu vàng ống liền bị ba tên tiểu gia hỏa uống tinh quang. Tại uống xong bị pha loãng qua hoàng dương bảo dịch về sau, ba tên tiểu gia hỏa thân bên trên lập tức tản mát ra một cổ màu vàng ánh sáng nhìn rất là bất phàm cảm giác được ba tên tiểu gia hỏa trên thân tán phát ra tới khí tức lâm dương khóe miệng lộ ra mỉm cười hoàng dương bảo dịch mặc dù lớn nhất công hiệu là trị liệu nhưng cùng lúc có thể tẩm bổ vạn vật cái này ba tên tiểu gia hỏa ăn vào hoàng dương bảo dịch tự nhiên biết thu hoạch được không ít chỗ tốt tại trong những ngày kế tiếp lâm dương cưỡi thanh lân ưng đi theo đội đi săn không ngừng chém giết hung thú, cho trong làng mang đến đại lượng con mồi, từ phi mãn đến voi lớn, đủ loại trong núi mạnh thú cái gì cần có đều có. Có lâm dương săn giết đại lượng con mồi, ba tên tiểu gia hỏa tự nhiên cũng là không thiếu ăn, mỗi ngày đều có đại lượng thịt tươi cung ứng. Chỉ đã qua một tháng, ba cái tiểu gia hỏa liền theo giống như thổi khí cầu bành trướng lên, hiện tại đã gần 2 mét dài, mà sức ăn cũng cực kỳ kinh người, càng ngày càng lớn. Lão đại gọi đại bằng, lão nhị gọi tiểu thanh lão tam gọi tử vân đây là bọn nhỏ vì ba đầu ấu điểu đặt tên không thể không nói ba cái thanh lân ưng đều rất có linh tính thần dị phi thường thông hiểu nhân tính nói với chúng cái gì đều có thể nghe hiểu chỉ là sẽ không nói tiếng người mà thôi nhất là lão tam tử vân lớn nhất linh tính đồng thời cũng phá lệ cường đại vừa dài hơn một mét lúc liền có một lần quịch cánh chạy ra thôn xé trách mấy đầu hổ lan lệnh người trong thôn nhìn trận mắt ngoác mồm tiểu tử mau tới tiểu bất điểm ở phía trước chạy tử vân hấp tấp ở phía sau truy cái này lệnh một đám trẻ con đều không ngừng ao ước cái này thần dị ấu điểu theo tiểu bất điểm cùng lâm dương hai người đặc biệt thân chim chíp tử vân chạy đến đến gần dùng một đôi vẫy cánh giúp tiểu bất điểm đắm lưng rất khó để người liên tưởng đến đây là một cái hung hãn thanh lân ưng thật sự là nịnh hót chẳng phải là tiểu bất điểm dạy ngươi cốt văn sao một đám trẻ con tức giận biểu môi. Tiểu bất điểm suy nghĩ khác người, nhất định phải dạy ba cái thanh lân ưng học nhân loại nghiên cứu ra cốt văn, kết quả đầu này biến dị tử vân học đặc biệt hăng say, so với nhân loại còn thông minh, lại thêm tiểu bất điểm thường xuyên cùng lâm dương cùng một chỗ nuôi nấng pha loãng hoàng dương bảo dịch, cái này ba tên tiểu gia hỏa cùng hắn càng ngày càng thân. Xeo Tiểu bất điểm giơ cánh tay lên, phù văn sáng lên, hai tay đều dày đặt rất nhiều hoa văn, rực rỡ ngời ngời, sau đó một ngón tay điểm ra, xùy một tiếng bay ra một cái đỏ thẩm tiểu tước nhi, để phía trước một cây đại thụ bắt đầu cháy rừng rực. Ba, ba. Tử vân dùng hai cánh lẫn nhau vỗ, rung động đùng đùng, giống như là đang vỗ tay tán thưởng, một đôi mắt to như nước trong veo càng là chấp động, há mồm chim chiếp tréo lên không ngừng, lộ ra vẻ lấy lòng. Qua, wow, cái này chim thật thành tinh, mới một tháng lớn a, à, liền biết được nhiều như vậy, có thế so với nhân loại một tháng lúc mạnh mẽ nhiều lắm. Một đám trẻ con kêu to. Ấp úng ấp úng, mặt khác hai cái thanh lân ưng đại bằng còn có tiểu thanh cũng chạy tới, dùng đầu cọ tiểu bất điểm, có trí tuệ hung trầm so với nhân loại càng khát vọng lực lượng, dạy chúng cốt văn, có thể khiến chúng gia tốc trưởng thành. Tại trong lúc này tiểu bất điểm cũng thu hoạch cực lớn, bởi vì thanh lân ưng xem như thái cổ ma cầm hậu duệ trong cơ thể tự nhiên sinh ra bảo cốt, kết có một cái cường đại phù văn, lực lượng thần bí kinh người hắn một mực tại quan sát loại này nguyên thủy bảo cốt sinh ra hoa văn chuyên thuộc về cái này một chủng tộc càng là cường đại thái cổ di chủng càng là không cho phép này phù văn ngoại truyền nếu không tất nhiên đem hết toàn lực truy sát còn tốt cái này ba cái ấu điểu đặc biệt là bị thôn nhân nuôi này nguyên thủy phù văn cực kỳ hy hữu trân quý hơn xa nhân loại nghiên cứu đồng dạng cốt văn vì bí mật bất truyền có thể coi là bảo phù có thể nói như thế một loại phù văn bù đắp được nhân tộc một bộ rất mạnh cốt thư, nhưng phàm thể bên trong có thế tự nhiên sinh ra phù văn sinh vật đều tuyệt đối bất phàm. Đoạn thời gian gần nhất, tiểu bất điểm thường cùng ba đầu ấu điểu pha trộn, lục lọi ra không ít con đường, tộc trưởng Thạch Vân Phong cũng vui vẻ đến bọn hắn tụ cùng một chỗ. Nhất là tử vân, nó phát sinh hiện tượng phản tổ, cho dù chỉ truyền thừa nhận thái cổ ma cầm thanh thiên bằng bộ phận ấn ký, cái kia cũng chính là mười phần đáng sợ cùng kinh người, nó trong cơ thể phù văn tuyệt đối được xưng tụng bí xương bảo thư cái này nếu là truyền đi khẳng định sẽ để cho một chút bộ tộc đều động tâm cái này hung hài tử không hổ là tương lai hoàng thiên đế ngộ tính thật sự là phi phạm ngược lại thật sự là để hắn học được không ít thứ cửa sân nhìn xem tiểu bất điểm trong tay lắp lóe phù văn lâm dương ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc sau đó lâm dương đứng dậy nện bước chân ngắn nhỏ đi tới lặng lẽ thả ra một tia tự thân khí tức làm cảm ứng được cổ khí tức này về sau ba tên tiểu gia hỏa lập tức vứt bỏ tiểu bất điểm hướng thẳng đến lâm dương chạy tới a à, chạy thế nào lại là lâm dương ngươi vì cái gì ngươi vừa đến chúng liền không để ý tới ta nhìn xem nhỏ thanh lân ưng chạy hướng lâm dương tiểu bất điểm có chút bất mãn nói lâm dương mỉm cười chính mình mỗi ngày cưỡi thanh lân ưng nhiễm không ít thanh lân ưng khí tức Mấy cái này nhỏ thanh lân ưng đối với hắn tự nhiên thân thiết, mà lại bởi vì dùng không ít hoàng dương bảo dịch nguyên nhân, nhỏ thanh lân ưng đối với hắn cũng là có cảm ứng. Đã lớn như vậy, lại uống không ít hoàng dương bảo dịch, tiểu gia hỏa này trong cơ thể nguyên thủy bảo cốt cũng đã hoàn toàn dài đi ra rồi hả? Sau đó, Lâm Dương đem Tử Vân kéo đến trước mặt mình, bắt đầu quan sát trong cơ thể nó nguyên thủy phù văn. Chỉ có nguyên thủy bảo cốt dài đủ mới có thể xuất hiện tương đối hoàn chỉnh nguyên thủy phù văn đinh phát hiện không trọn vẹn thanh thiên bằng bảo thuật phải chăng học tập làm lâm dương quan sát xong tử vân trong cơ thể nguyên thủy phù văn về sau hệ thống thanh âm nhắc nhở lập tức tại lâm dương trong đầu vang lên học tập lâm dương nói thẳng theo lâm dương vừa mới nói xong một cổ huyền ảo tin tức tại lâm dương trong đầu hiện lên thình lình chính là thanh thiên bằng bảo thuật bất quá là không trọn vẹn tử vân dù nhưng đã xuất hiện hiện tượng phản tổ nhưng cuối cùng không có lột xác thành chân chính thanh thiên bằng bởi vậy bảo cốt bên trên ghi lại cũng chỉ là không trọn vẹn thanh thiên bằng bảo thuật học được thanh thiên bằng bảo thuật về sau lâm dương trong lòng vui mừng chính mình lại học được một môn cường đại bảo thuật thanh thiên bằng chính là thái cổ hung cầm nhưng cùng thái cổ thập hung tranh phong nó lưu lại bảo thuật tự nhiên cường đại xem như gần với thái cổ thập hung bảo thuật cho dù là không trọn vẹn cũng có thể bộc phát ra uy lực khủng bố. Mà lại, mặc dù bây giờ là không trọn vẹn, nhưng chỉ cần cho Lâm Dương đầy đủ năng lượng, hắn liền có thể đem cái này không trọn vẹn bảo thuật chữa trị hoàn chỉnh. Bất quá, cùng không trọn vẹn chân hoàng bảo thuật đồng dạng, thanh thiên bằng bảo thuật cũng là đỉnh cấp bảo thuật hàng ngũ, muốn phải chữa trị lời nói, cần rất năng lượng kinh khủng. Lâm Dương lòng bàn tay phù văn lấp lóe, tách ra hào quang ống ánh, sau đó bị hắn dung luyện tiến vào huyết nhục bên trong, hòa làm một thể. Khoảng thời gian này, tộc trưởng đã đang dạy hắn tu hành tri thức, mặc dù thạch thôn truyền thừa cơ hồ đoạn tuyệt, nhưng tộc trưởng thạch vân phong tại ngoại giới du lịch qua, hiểu tự nhiên không ít. Ban huyết cảnh là chân chính bước lên con đường tu hành giai đoạn thứ nhất, dưới tình huống bình thường đến nói, hơn 10.000 người bộ lạc có thể xuất hiện một cái cũng không tệ, bởi vì làm điều kiện quá hà khắc, con đường này rất khó đi cảnh giới này cần điều động toàn thân tinh huyết cùng cùng như tiếng sấm dung luyện xương tại trong máu thôi phát xuất thần ánh bình minh từ đó rèn luyện thiên địa tạo hóa tẩm bổ nhục thân đơn giản đến nói bàn huyết cảnh chính là máu cùng phù ngưng kết hóa sinh thần hy sau đó tẩm bổ đoạt thiên địa tạo hóa cường tráng bản thân từ đó đạt tới tu hành mục đích một trăm ngàn cân cự lực chính là bàn huyết cảnh có thể làm đến cực hạn trong nguyên tắc tiểu bất điểm đánh vỡ cái này cực hạn, làm đến một cánh tay 108.000 cân cự lực. Mà tu luyện thần tượng trấn ngục kình lâm dương, trong cơ thể đã thức tỉnh 135 khỏa voi lớn hạt giống. Một viên voi lớn hạt giống liền đại biểu lấy 100.000 cân cự lực. 135 khỏa voi lớn hạt giống liền đại biểu lấy lâm dương trong cơ thể đã ẩn chứa 13 triệu 500 nghìn cân cự lực. Thành tựu như vậy, sớm đã triệt để đánh vỡ nhục thân cực cảnh, đánh vỡ thế giới này quy tắc, mà lại còn đang không ngừng siêu thoát. Bất quá, cái này cũng bình thường. Nguyên tắc bên trong xuất hiện nhục thân người đại thành, bao khỏa tiểu bất điểm ở bên trong, tự hồ cũng chưa từng tu luyện qua nhục thân loại công pháp, bọn hắn rèn luyện thân thể phương thức, so sánh nguyên thủy, chỉ biết mượn dùng ngoại vật đến rèn luyện, tẩy lễ. Cho dù là tiểu Tây Thiên loại này chuyên tu trượng lục kim thân đạo thống, cũng là mượn dùng kim cương dịch loại này ngoại vật đến rèn luyện thân thể. trong nguyên tác kim thân dịch của bổ thiên giáo cùng kim cương dịch của tây thiên giáo chính là danh chấn thiên hạ bảo dịch trải qua này tẩy lễ có thể có được bất phôi chi thân thế giới này tự hồ liền không tồn tại giống như thần tượng trấn mục kình như vậy vô thường luyện thể thần công. đây cũng là lâm dương có thể đánh vỡ quy tắc nhẹ nhõm siêu việt cực cảnh không ngừng siêu thoát nguyên nhân tương lai theo trong cơ thể thức tỉnh voi lớn hạt giống số lượng càng ngày càng nhiều lâm dương nhục thân đem biết vô cùng kinh khủng chân chính đạt tới nhục thân thành thánh ở cái thế giới này có cái thuyết pháp vậy liền là chân chính tu hành không riêng gì rèn luyện thân thể còn muốn lĩnh ngộ nguyên thủy phù văn chạm đến thiên địa bản nguyên không phải vậy nhục thân cường đại hơn nữa cũng khó có thể bước lên đỉnh cao mặc dù lâm dương đối thuyết pháp này không phải rất tán đồng hắn đối thần tượng trấn ngục kình rất tự tin Tinh chỉ cần mình không ngừng thức tỉnh ra voi lớn hạt giống, đồng dạng có thể bước lên đỉnh cao. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cả hai kim tu, dù sao, pháp thể song tu mới là vương đạo, bảo thuật lực lượng để Lâm Dương rất là mê mùi. Ông dạng này ý niệm, khoảng thời gian này, Lâm Dương đã đang không ngừng ở trong người ấn khắc phù văn, đem nó dung luyện cùng bên trong máu thịt của bản thân, diễn hóa ra thần hy. Lâm Dương trong lòng không minh, càng không ngừng cảm ngộ sở học đủ loại bảo thuật, trong cơ thể đủ loại phù văn lấp lóe, rực rỡ màu sắc, sau đó dung luyện đến huyết nhục bên trong, hóa thành thần hy. Theo thời gian trôi qua, lâm dương xương cốt trong suốt phát sáng, tỏa ra trắng lành, tràn ngập ra huyền ảo luồng không khí, hắn từng bước biến yên tĩnh tường hòa, hoàn chỉnh đầu nhập vào đi vào. Lâm dương cả người giống như bị thăng hoa, toàn thân ống ánh, tầm tư tinh khiết, không có một tia tạp chất, bị hoa mỹ phù văn bao vây sáng sớm màu đỏ mặt trời ở trong sương mù dâng lên nhạt mềm ánh sáng vẫy xuống đem trong núi rừng dày đặc sương mù đều nhiễm lên màu sắc rực rỡ chậm rãi chảy xuôi không khí rất tươi mát giọt sương tại cây cỏ cùng dây leo bên trên lăn xuống thạch thôn một đám thanh tráng niên nam tử muốn xuất phát lại phải đi đi săn a à thúc các ngươi tiến vào vào núi rừng phải cẩn thận a à. tiểu bất điểm dẫn đầu ba đầu ấu điểu ngay tại vui đùa ầm ĩ lúc này hấp tấp chạy để đưa tiễn ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, con mắt rất sáng, lần lượt vấn an. Hắn ngủ sớm, lên cũng sớm. một đám thanh tráng niên nam tử cười ha ha, đi tới nhéo nhéo hắn cái kia đỏ bừng, giống như quả táo lớn non nớt khuôn mặt nhỏ, cùng một chỗ nhanh chân hướng núi rừng đi tới. lâm dương lên tương đối trễ, chờ người của đội đi săn xuất phát sau đó không lâu, hắn mới chậm rãi đi ra sân nhỏ. hắn cũng không nhanh, có thanh lân ưng làm làm tọa kỵ hắn có thể rất mau đuổi theo bên trên người của đội đi săn. Lâm Dương, để ta cùng đi chứ. Tiểu bất điểm lôi kéo Lâm Dương quần áo, năng nỉ nói. Lâm Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy bây giờ tiểu bất điểm thực lực cũng không yếu, đối phó hung thú, cần phải không có vấn đề gì, liền gật đầu. Dù sao, nguyên tác bên trong, tiểu bất điểm thế nhưng là một bên chiến đấu một bên trưởng thành. Không phải đang đánh lộn, chính là tiến về trước đánh nhau trên đường mình nếu là đem nó bảo hộ quá tốt, có lẽ sẽ hủy hắn. À, Lâm Dương, ngươi thật tốt. Thấy Lâm Dương đáp ứng, tiểu bất điểm lập tức hưng phấn vô cùng, hấp tấp đi theo Lâm Dương bên trên thanh lân ưng trên lưng, sau đó phóng lên tận trời. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 39 Bái thôn tập kích Thiên tài bái phong Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Ừ, bay lên bay lên. Trong trời cao, tiểu bất điểm càng không ngừng reo hò, hắn nhỏ tay nắm thật chặt một cái thanh lân ưng long vũ, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, rất là hưng phấn. Rõ ràng, lần thứ nhất trên không bay lượn hắn, trong lòng rất là kích động. Lâm Dương ngồi tại thanh lân ưng trên đầu, nhìn xem hùng hài tử dáng vẻ hưng phấn, mỉm cười, sau đó chỉ huy thanh lân ưng hướng phía rừng hoang chỗ sau bay đi. Tiểu bất điểm con mắt đen lúng liếng chuyển, ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy phía dưới rừng hoang, chờ mong gặp được hung thú, thật tốt đại chiến một trận. Nhìn, Lâm Dương, là hung thú. Đột nhiên, tiểu bất điểm chỉ vào phía dưới rừng hoang, hướng về phía Lâm Dương hưng phấn hô. Chỉ gặp phía dưới trong rừng hoang, một đầu cự viên chính đang lao nhanh, tự hộ đang tìm kiếm con mồi, toàn thân tản ra hung lệ khí tức. Lâm Dương trực tiếp chỉ huy thanh lân ưng, hướng phía cự viên phương hướng rơi xuống. Rất nhanh, thanh lân ưng liền rơi vào cự viên phía trước, ngăn trở cự viên đường đi. Chỉ gặp cái này cự viên toàn thân che kín bộ lông màu đỏ ngòm, màu máu cực lớn sông đồng nhìn chồng chọc vào thanh lân ưng, nhè răng nhếch miệng, lộ ra giữ tận trắng răng nanh, tự hồ đối với thanh lân ưng tôn này không trung bá chủ rất là kiên kỵ. Tiểu bất điểm, cái này tên to xác, liền giao cho ngươi. Lâm Dương ngồi tại thanh lân ưng trên đầu, cũng không có muốn ý động thủ, mà là hướng về phía sau lưng tiểu bất điểm hô ta đi làm thịt nó. Tiểu bất điểm rất hưng phấn, gật gật đầu, trực tiếp từ thanh lân ưng trên lưng nhảy xuống, hướng phía màu máu cự viên đi tới. Rống. Nhìn xem hướng phía chính mình đi nhân loại tới con non, màu máu cự viên con ngươi màu đỏ ngòm bên trong lóe qua sát ý, vô cùng hung mảnh gầm rú một tiếng, tiếng rống điếc tai, khiến người mạng nhĩ một hồi nhói nhói. Tên to xác, ngươi tên gì gọi, có gan đánh với ta một khung tiểu bất điểm che lấy lỗ tai của mình, trong lòng thầm hận, cái này tên to sát giọng cũng quá lớn, kém chút đem lỗ tai của mình cho chấn điếc. Màu máu cự viên tự hồ nghe hiểu tiểu bất điểm lời nói, nổi giận gầm lên một tiếng về sau, chính là bỗng nhiên hướng phía tiểu bất điểm vọt tới, thân thể cao lớn dẫn phát núi lâm chấn động. Âm. Cự viên rất mau tới đến tiểu bất điểm trước mặt, cực lớn nắm đấm, hướng thẳng đến tiểu bất điểm nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đập tới, tiểu bất điểm không có chút nào vẻ sợ hãi, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể như một đầu linh hầu, rất là linh xảo, cấp tốc né tránh cự viên công kích. Hắc Tránh né đồng thời, tiểu bất điểm kịp phản ứng, nhảy dựng lên một chân đá vào màu máu cự viên trên bụng, lực lượng cường đại, trực tiếp đá cự viên thân thể một hồi lung lay, lùi lại một bước. Rống Cự viên bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng, coi như là cự một đồng dạng cánh tay, hướng phía tiểu bất điểm bắt tới, Tiểu Bất Điểm một cái mượn lực, cấp tốc tránh thoát, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể rất là mạnh mẽ rơi trên mặt đất. Cự viên thấy thế, duỗi ra to lớn bắp đùi, hướng phía tiểu Bất Điểm đạp đến, tiểu Bất Điểm trên thân bỗng nhiên tách ra ánh sáng sáng chói, phù văn chớp động, một đạo vân tước hư ảnh hiện ra, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trực tiếp bay lên trời, né tránh công kích đồng thời, hung hăng một chân đá vào cự viên trên đầu. Rống. Cự viên bị đau, gầm thét liên tục, rất là phát điên núi rừng một hồi chấn động tiểu bất điểm thỉnh thoảng thi triển ra ma viên bảo thuật hóa thân cự viên cùng màu máu cự viên đang đối mặt quanh thỉnh thoảng thi triển hỏa giao bảo thuật phun ra hỏa diễm đem cự viên đốt kêu đau đớn liên tục gầm thét không thôi thỉnh thoảng thi triển ra thạch quy bảo thuật cao chót vót nhưng bất động ngăn cản cự viên công kích cách đó không xa lâm dương đứng tại thanh lân ưng đỉnh đầu tùy thời chuẩn bị vì tiểu bất điểm lượt trận cũng là nhìn thấy tiểu bất điểm chiếm cứ thượng phong, khóe miệng nở một nụ cười. Tiểu bất điểm quả thực là chuyên vì chiến đấu mà thành, cho dù là lần đầu tiên cùng hung thú chiến đấu, liền thể hiện ra hoàn mỹ như vậy ý thức chiến đấu, còn có thể đem đủ loại bảo thuật dung hợp vận dụng, nhưng thật sự là ngộ tính phi phàm. Một lát sau, tiểu bất điểm trong tay vung ra một đạo trăng lưỡi liềm, trảm tại cự viên trên cổ, đem nó đầu trực tiếp chém xuống, thắng được thắng lợi. Lâm Dương, nhìn ta điểu sao. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, tiểu bất điểm đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, mắt to sáng tỏ, lập lòe hưng phấn, hướng về phía một bên Lâm Dương hỏi. Điểu. Lâm Dương đứng tại thanh lân ưng trên đỉnh đầu, giờ ngón tay cái, trong lòng âm thầm oán thầm, cái này hùng hài tử, đem miệng của mình đầu thiên toàn học xong. Chính mình cái này có tính không làm hư tiểu hài. Lâm Dương rất nhanh liền lắc đầu, cái này hùng hài tử, sau này có thế so với mình gấu nhiều, chỗ nào còn cần chính mình làm hư. Đón lấy, Lâm Dương nhảy xuống, thi triển ra đại thôn vệ thuật, trực tiếp đem màu máu cự viên nuốt chửng lấy. Theo tiểu bất điểm đồng dạng, Lâm Dương đối loại này nhân hình hung thú, trong lòng có chút không thoải mái, ăn không vô thịt của nó, bởi vậy chỉ có thể đem nó thôn vệ hết. Đón lấy, hai người một lần nữa nhảy lên thanh lân ưng trên lưng, tiếp tục tại trong rừng hoang tìm kiếm con mồi. Nhìn, lâm dương có một đầu voi lớn một lát sau tiểu bất điểm chỉ vào phía dưới một đầu thân ảnh to lớn hướng về phía lâm dương hô tốt chúng ta đi làm thịt nó lâm dương nhìn thoáng qua trực tiếp chỉ huy thanh lân ưng hướng phía voi lớn dưới vị trí hàng ta tới để cho ta tới làm thịt nó vừa rơi xuống đất tiểu bất điểm chính là hưng phấn từ thanh lân ưng trên lưng nhảy xuống chợt một mặt hưng phấn hướng phía voi lớn chạy đi Lâm Dương có chút im lặng, cái này Hùng Hài tử, thật đúng là thích đánh nhau a. À. Rất nhanh, tại Hùng Hài tử ưu tú ý thức chiến đấu, lại thêm các loại bảo thuật gia trì phía dưới, Tiểu Bất Điểm gọn gàng mà linh hoạt đem đầu này voi lớn cho chém vết. "Lâm Dương, ngươi nhìn, ta lại thắng." Tiểu Bất Điểm đạp tại voi lớn trên thi thể, một mặt hưng phấn. Mấy ngày kế tiếp, bởi vì Tiểu Bất Điểm đã hiện ra không tầm thường chiến lực, tại hắn năng nỉ phía dưới, Lâm Dương mỗi lần tiến vào đại hoang, đều biết mang lên tiểu bất điểm. Tại kinh lịch nhiều lần cùng hung thú kinh nghiệm chiến đấu về sau, bây giờ tiểu bất điểm, kỹ xảo chiến đấu càng thêm hoàn mỹ, một thân bảo thuật dùng cũng là tùy tâm sở dục, lô hỏa thuần thanh. Trong một chỗ núi rừng, phất phới ra nồng đậm mùi thơm, cực kỳ mê người. Lâm Dương cùng tiểu bất điểm ngồi tại một đống lửa trước mặt, mặt trên chính nướng một đầu hung thú thịt bắp đùi, bị nướng vàng ống ánh bóng loáng, tại hướng xuống nhỏ dầu trơn, rời ở trong đống lửa xoẹt xoẹt trung động, mê người mùi thịt phất phới, để người không khỏi muốn ăn mở rộng. Lâm Dương, tốt chưa a, à, ta đều đói. Tiểu bất điểm trừng mắt nhìn, nhìn chầm chầm trên đống lửa thịt nướng, nuốt một ngụm nước bọt, có chút nóng nảy thúc giục nói. Nhanh tốt rồi. Lâm Dương lật qua lật lại phía trên thịt nướng, đáp lại. Một lát sau, thịt nướng đã nướng chín, sau đó hai người bắt đầu động thủ xé thịt, cắn miệng đầy chảy nước, khẩu vị mở rộng. "Ừm, tham ăn, Lâm Dương, ngươi đây là thả cái gì a, à, như thế nào mùi vị mỹ vị như vậy? So với cái kia a à, thẩm tay nghề còn tốt hơn." Tiểu Bất Điểm hung hăng cắn lấy trong tay thịt nướng, nhìn xem Lâm Dương dưới thân bình bình lọ lọ, có chút hiếu kỳ hỏi. "Cái này nhưng đều là ta tỉ mỉ phối trí ra tới thịt nướng gia vị, nướng lên thịt đến cạc cạc thơm." Lâm Dương nhìn xem một bên bình bình lọ lọ, có chút đắc ý, khoảng thời gian này hắn ra vào rừng hoang, chém giết hung thú đồng thời, cũng lưu ý một chút thực vật, dựa theo trí nhớ của kiếp trước, phối trí ra một chút gia vị. Có thể hay không phân ta một điểm? Tiểu bất điểm mắt to sáng lên, ánh mắt nhìn chầm chầm Lâm Dương dưới chân bình bình lọ lọ. Nghĩ hay lắm, chính ta cứ như vậy mấy bình. Lâm Dương lắc đầu, rất bảo bối những thứ này rơi liệu, nói chờ sau này có cơ hội, mới cho ngươi xứng đưa mấy bình đi. Tiểu bất điểm nguyên vốn có chút thất vọng, nhưng nghe phía sau, khuôn mặt nhỏ lại hiện ra ý cười, gật đầu nói. Lâm Dương, ngươi thật tốt. Đi thôi, đem những thứ này con mồi đưa đến A Hổ Thúc trên tay bọn họ đi. Lâm Dương vỗ vỗ tay nhỏ, sau đó cùng tiểu bất điểm đem một bên hai cổ hung thú thi thể cho mang lên thanh lân ưng trên lưng, hướng phía rừng hoang bên ngoài mà đi. Thạch Lâm Hổ chờ đội đi sang thành viên đồng dạng đều là tại đây bên ngoài sinh động. A à, Lâm Dương, ngươi nhìn, nơi đó tự như là đang đánh nhau. Một lát sau, Thanh Lân Ưng đã bay đến rừng hoang bên ngoài. Lúc này, Tiểu Bất Điểm chỉ vào phía dưới rừng hoang, có chút kinh dị nói. Lâm Dương nhìn thoáng qua, lập tức biến sắc. Không tốt, a Hổ thúc bọn hắn gặp nguy hiểm. Sau đó, Lâm Dương chỉ huy Thanh Lân Ưng nhanh chóng hướng phía dưới hạ xuống. Trong núi rừng, hai ba người dặn co, bầu không khí rất là ngưng trọng. Thạch thôn đội đi săn nằm ở phía dưới, nhiều người bị thương, hướng về phía phía trên đám người kia trợn mắt nhìn. Một người trong đó, nửa người trên vết máu loang lỗ, một nhánh mũi tên sắc bắn thủng hắn hộ thân cương giáp, xuyên thấu bên phải lá phổi, xuyên qua lưng ra, một mét ba dài lớn cán tên kim loại sáng bóng lạnh lẽo, nhiễm lấy dòng máu, nhìn thấy mà giật mình. Hỗn đảng Người bái thôn, các ngươi là muốn cùng ta thạch thôn triệt để khai chiến sao? Thạch lâm hổ hướng về phía núi rừng chỗ cao một đám người gầm thét, thần sắc cực kỳ phẫn nộ. Vừa rồi, bọn hắn ngay tại săn giết hung thú, đột nhiên lọt vào bái thôn đánh lén, bị thương nặng. Mà săn giết thú thi thi thể cũng đã bị người bái thôn dọn đi, rỗng tuyết, nghĩ tới đây, thạch lâm hổ chính là nghiến răng nghiến lợi, thật là khinh người quá đáng, thôn nhân vất vả đánh tới tay con mồi cứ như vậy bị cướp đi bạn của thạch thôn thứ tội chúng ta bây giờ cần đại lượng mãnh thú lần này con mồi liền nhường cho bọn ta đi về sau sẽ có hậu báo phía trên chỗ cao bái thôn một người trung niên ra mặt hô âm thanh rất vang dội vì cướp đoạt chúng ta con mồi các ngươi nửa đường chặn giết tộc nhân ta hạ thủ ngoan độc mũi tên mũi tên xuyên thấu tạng phủ lệnh mấy người trọng thương ngã gục còn mời chúng ta thứ tội chuyện ác làm hết lại như thế thản nhiên là đạo lý gì Thạch Lâm Hổ nổi giận nói. Một khi tranh chấp, phát sinh xung đột, tự nhiên thiếu không được chảy máu, đây là đại hoang Nam Nhi đều biết quy củ. Bái thôn đội đi sang ngũ thủ lĩnh nói. Tốt tốt tốt, đã như vậy, vậy các ngươi liền đợi đến ta Thạch Thôn trả thù đi. Thạch Lâm Hổ gầm thét. Chúng ta Thạch Thôn không phải dễ khi dễ như vậy. Đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo kình phong nhào về phía Thạch Lâm Hổ yết hầu, lạnh lẽo âm trầm sắc bén giống như là đến từ địa phủ chấn động tâm hồn đây là một nhánh dài đến 1 mét 3 to dài mũi tên sắt nhanh hơn tia chớp có thể giết người tại nháy mắt loại này sức mạnh đáng sợ cùng tốc độ tuyệt đối có thể bắn thủng long giác tượng lân giáp cái này cũng liền khó trách vì sao có thể bắn thủng thạch thôn mặt ba tầng tinh cương giáp dày người phi thường khủng bố quá đột ngột tại núi sâu trong rừng rậm như thế một nhánh đáng sợ tên bắn lén phóng tới khó lòng phòng bị thạch lâm hổ dũng mãnh hơn người, phản ứng nhanh chóng, nhanh chóng nghiêng người. Hiểm mà lại hiểm, cái này băng lạnh mũi tên sắc sát, sát cổ của hắn, mang theo một vòi máu tươi bay đi, da bị mũi tên vạch phá một khối, chỉ thiếu một chút liền một mũi tên xuyên thủng ít hầu. Cho đến lúc này, bén nhọn tiếng rít mới truyền đến, kia là cán tên vạch phá bầu trời âm thanh, xa xa chậm hơn mũi tên sắc bản thân, có thể thấy được tốc độ kia đáng sợ bao nhiêu. Ken mũi tên sắt chui vào nơi xa một khối núi đá bên trong, trực tiếp xuyên thấu, len kèn rung động, mà sát ra một chuỗi hỏa tinh, rất là khủng bố. Cường đại như vậy lực đạo, dạng này mũi tên lớn, có mấy người dám tranh phong. Thật muốn bị bắn trúng, đó chính là một lạnh thấu tim. Hiện trường lặng ngắt như tờ, thạch lâm hổ sờ sờ trên cổ bị lau đi một khối da, trong mắt sắc bén sáng loáng động, chỉ kém một chút, liền bị người một mũi tên mất mạng. Xa xa vùng núi, một thiếu niên cầm cung mà đứng, thần sắc lạnh lùng, bên trong đôi mắt lạnh khóc tia sáng chấp động, nhìn chầm chầm nơi này. Lại là cái kia thằng nhãi con. Thạch phi giao chờ người lập tức lửa giận ngút trời, cái này thần sắc lạnh lùng thiếu niên liên tiếp trọng thương mấy vị thôn trung tráng niên nam tử. Đây là một cái 14-15 tuổi thiếu niên, dáng người cao gầy, sợi tóc đen bóng mà mềm mại, làn da trắng nõn, cả người rất tuấn mỹ, chỉ là con mắt rất lạnh, hơi phá hư mỹ cảm, khiến người cảm thấy một loại giả tính cùng tàn khốc. Ở sau lưng hắn, 70, 80 người chính kéo lấy một đầu lại một đầu cự thú, ở trên vùng núi tiến lên, lưu lại một chút vết máu, cỏ bị cùng bụi gai đều bị đè gãy. Bái thôn thằng nhãi con ngươi trừ biết bắn lén còn biết cái gì, có gan tới, ta một bàn tay gọt sạch ngươi não xây. Có người giận dữ hét. Cái kia tuấn tú thiếu niên, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, trực tiếp dương cung, nhắm ngay hắn. Thạch Lâm Hổ thấy thế không nói một lời, tay cầm một tấm lấy sừng rồng chế thành nhiều cao cỡ nửa người màu đen đại cung, cấp tốc mở ra dây cung, dựng vào mũi tên sắt, trực tiếp bắn ra ngoài. Công. Hai chi to dài mũi tên sắt tại giữa không trung va chạm, hỏa tinh đụng ra, âm thanh chói tai đỉnh điểm, đồng thời ngừng lại cắt gà, rơi rơi xuống đất. Đám người hít một hơi lạnh khí, thiếu niên kia tiễn pháp cùng lực cánh tay quá kinh người, mới mười mấy tuổi mà thôi a. À liền có thể cùng thạch thôn cường tráng nhất nam nhân thạch lâm hổ tranh cao thấp một hồi. Bang, bang. Trong rừng tia lửa tung tóe, liên tiếp mười mấy chi mũi tên sắc hai hai đụng thẳng vào nhau, len kèn rung động, như là một mảnh lưu tinh vũ, ào ào rơi rơi xuống đất, âm thanh chấn người màng nhĩ đau nhức. Thần tiễn kinh rừng hoang. Thiếu niên này theo thạch thôn cường tráng nhất nam nhân thạch lâm hổ cân sức ngang tài, bất phân cao thấp, cái này khiến một đám người giật mình thiếu niên này hai tay chấn động, tối thiểu nhất có thể dơ lên năm sáu tòa nặng ngàn cân đỉnh đồng. Cái này để người ta hít vào một ngụm khí lạnh, thật mạnh một cái túng kiệt, một cái hậu sinh tiểu tử, tuổi nhỏ như vậy liền có thể có kinh người như vậy thần lực, khiến người sinh sợ. Không phục, liền phóng ngựa tới. Bái thôn một chỗ khác vị không thấp trung niên nhân càng thêm cứng rắn. Người thạch thôn phổi đều muốn tức điên, bị người chặn vết, cướp đi con mồi, đối phương còn như thế cường thế, một điểm đạo lý đều không nói, thật sự là không có chuyện gì để nói. Vậy liền chiến đi. Thạch Phi Giao gầm thét. Sợ các ngươi sao? Bái thôn đội đi săn ngũ thủ lĩnh đáp lại nói, hắn mười phần hùng tráng, cao tới 2M34, có một loại áp bách người khí tức. Bang, bang. Binh khí ra khỏi vỏ âm thanh không dứt bên tai, rất nhiều người dơ lên nhiều cao cỡ nửa người kiếm bản rộng, sắc bén sáng loáng nhấp nháy, sát khí tràn ngập, xung kích trong rừng lá cây đều rơi lã chả. Ta khuyên các ngươi từ chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó, còn dám đi về phía trước một bước, ta một mũi tên một cái bắn giết toàn bộ các ngươi, lần này không chút lưu tình. Bái thôn cái kia tuấn tú thiếu niên đột nhiên mở miệng, khẩu khí xong để người nổi giận đùng đùng, hận không thể trước một mũi tên đem hắn bắn thủng. Thạch Lâm Hổ cả giận nói. Thằng nhãi con, ngươi còn không có trưởng thành liền có như thế lớn bản lĩnh, xác thực rất mạnh thế nhưng như thế ương ngạnh, làm việc tàn nhẫn, ngươi là sẽ không có kết cục tốt. Cùng lúc đó, hắn dương cung cải tên, trực tiếp bắn dết hướng về phía trước, nói đều nói đến phân thượng này, còn có thể thế nào? Chỉ có đánh một trận. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 40 Chém bái phong Thu tổ khí Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Công mũi tên sắt lại một lần đụng vào nhau, chấn núi rừng đều có ông ông thanh âm rung động. Dết. Thạch thôn đám người hoặc mở ra cung lớn, hoặc tay cầm kiếm bản rộng, hoặc xoay chuyển lan nha đại bổng, như mảnh thú ra áp, mang theo một cơn gió lớn sông về phía trước, kích thích loạn dịp phi múa. Đến mức người bái thôn, từng người cao mã đại, cường ngạnh vô cùng, cũng lao đến, một trận hỗn chiến tức sẽ triển khai. Đúng lúc này, một cơn gió lớn đánh tới, lá rụng bay tán loạn, sau đó đám người chính là cảm thấy bầu trời một hồi âm u. Nhìn, đó là cái gì? Bái thôn một đại hán chỉ vào trên bầu trời rơi xuống cự cầm, có chút hoảng sợ nói. Cái này. Đây là thanh lân ưng, không trung bá chủ. Chúng ta chạy mau. Bái thôn người quá sợ hãi, cũng không dám nữa dừng lại. Cái này đột nhiên dán lâm cự cầm, tự nhiên chính là lâm dương điều khiển thanh lân ưng là tiểu dương tử đến rồi. Tiểu dương tử. Nhìn xem hàng lâm xuống thanh lân ưng, thạch lâm hổ chờ người lập tức mừng rỡ, một mặt hưng phấn. Có lâm dương tại, còn có thanh lân ưng, bọn hắn tự nhiên không cần kiên kỵ cái gì bái thôn. A à hổ thúc, đây là có chuyện gì, A à thúc nhóm như thế nào đều thụ thương rồi. Lâm dương từ thanh lân ưng trên lưng nhảy xuống tới, nhìn thoáng qua tình huống hiện trường, sắc mặt có chút không dễ nhìn là ai nhẫn tâm như vậy, đem thủ sơn thúc thúc bị thương thành như thế. Tiểu bất điểm trên mặt rất bi thương, nhìn xem bị mũi tên sắc xuyên thủng đại hán, rất là tức giận nói. Là bái thôn, thừa dịp chúng ta tại săn giết hung thú, xuất thủ đánh lén, còn đoạt chúng ta con mồi. Thạch lâm hổ giận dữ hét, trên mặt rất là không cam lòng. Bái thôn. Nghe vậy, lâm dương hơi nhướng mày, hắn nhìn qua hoàng mỹ thế giới, tự nhiên đối cái này bái thôn có ấn tượng. Trước cho các vị A thúc trị liệu đi. Lâm Dương đầu tiên đi tới bị mũi tên sắc xuyên thủng thạch thủ sơn bên cạnh, trực tiếp một chưởng vỗ ra, đem bộ ngực hắn mũi tên sắc vỗ ra, sau đó thi triển ra đại trị liệu thuật, đem nó thương thế chữa trị. Sau một lát, tại chỗ thụ thương đội đi sang thành viên tại Lâm Dương cứu chữa phía dưới, toàn bộ biến sinh long hoạt hổ. Sau đó, Lâm Dương cẩn thận hỏi tình huống vừa rồi bái thôn đột nhiên đánh lén chúng ta, tất cả đến quá đột ngột, chúng ta không có chút nào phòng bị, bị thiệt lớn. Bái thôn, cái kia 14-15 tuổi quát con thật ác độc, mấy cái kia mũi tên đều là hắn thả, nếu không phải thôn bọn họ bên trong một vị lão giả lắc đầu, hắn tuyệt đối sẽ liền giết chúng ta nhiều người. Nhị mảnh phụ thân phẫn nộ nói. Cái kia thằng nhãi con rất cường đại, nhìn xem trắng nõn xinh đẹp, nhưng tâm tư ác độc hung ác. Tuyệt đối đừng chủ quan, mấy cái huynh đệ trước ngực đều đệm lên ba tầng tinh cương giáp dày, tất cả đều bị hắn bắn thủng, trong thôn cũng chỉ có ta cùng hổ ca có thể làm đến. Thạch Phi Giao nói bổ sung. Bọn hắn còn chưa đi xong, chúng ta đuổi theo, đem con mồi cướp về. Lâm Dương trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, những cái kia con mồi căn bản là hắn cùng tiểu bất điểm săn giết, bây giờ thế mà bị người khác cướp đi, hắn làm sao có thể nhẫn. Đúng. Cướp về loại cho chúng ta con mồi, quyết không thể nhìn xuống khẩu khí này. Mỗi một vị thôn nhân đều tâm hỏa sôi trào, ngũ tạng theo dầu nấu, phi thường phẫn nộ. Sau đó, một đám người trùng trùng điệp điệp, đuổi theo người bái thôn mà đi, lần này người bái thôn thực sự quá phận, vượt qua bọn hắn chỗ có thể khoan nhượng ranh giới cuối cùng. Tiểu bất điểm cũng là nắm chặt nắm tay nhỏ, đi theo sau. Truy Bọn hắn không chút nào dừng lại, trên đường đi hướng về bái thôn phương hướng mà đi, lường trước những người kia sách nặng nề cự thú đi không xa. Trong núi có rõ ràng vết tích, mảnh thú lông tóc, máu tươi, lân phiến chờ chỉ dẫn bái thôn người rời đi đường đi. Các ngươi còn dám đuổi theo, chẳng lẽ là muốn chết sao? Người bái thôn phát hiện thạch thôn người đuổi theo, lập tức phát ra cười lạnh nói. Lâm Dương tốc độ nhanh nhất, xông lên phía trước nhất, hướng về phía bái thôn người lạnh lùng nói. Thương ta thạch thôn người, lại muốn bỏ đi hay sao sao? các ngươi bọn này người xấu, tại sao muốn làm tổn thương ta A Thúc, còn cướp chúng ta con mồi. Tiểu bất điểm theo sát sau lưng Lâm Dương, khuôn mặt nhỏ bởi vì kích động mà đỏ bừng lên, một đôi tay nhỏ nắm thật chặt, trong mắt tràn ngập lửa giận, hắn thổi nhỏ sinh trưởng tại thạch thôn, cảm nhận được chính là ấm áp cùng ấm áp, trước đến giờ chưa bao giờ gặp như thế ngang ngược người. Bái thôn đám người kinh ngạc, sau đó cười to, không nghĩ tới trừ một chút nữa đại hài tử bên ngoài, thạch thôn còn có như thế hai cái đứa bé theo tới, đây không phải là cho tộc nhân của hắn thêm phiền sao. Muốn chết. Xeo. Mũi tên sắc phá không, bái thôn cái kia 14-15 tuổi thiếu niên thiên tài bái phong, một mặt lạnh lùng, mở ra cái kia thanh đáng sợ đại cung, trực tiếp muốn bắn giết tiểu bất điểm cùng lâm dương. Thạch thôn trong mắt mọi người phun lửa, phẫn nộ đến cực hạn, cái kia nhưng vẫn là hai đứa bé, ngày thường nhu thuận đáng yêu, đối phương thế mà liền đứa bé đều muốn hạ độc thủ, khiến người giận sôi. Thạch Lâm Hổ Dương cung cài tên, muốn phải cứu viện, phá mất thiếu niên kia mũi tên sắt, thế nhưng là trên mặt qua trong giây lát biến sắc. Bởi vì lần này thiếu niên kia hơi công mở năm mũi tên, năm đạo ánh sáng lạnh như điện chớp bay tới, mà Thạch Lâm Hổ chỉ tới kịp bắn ra ba mũi tên, đối phương mạnh mẽ kinh người. Đương, đương. Trong đó ba đôi mũi tên đụng vào nhau, rơi rơi xuống đất, còn có hai chi dài hơn một mét to lớn mũi tên sắc phân biệt phóng tới tiểu bất điểm cùng lâm dương yết hầu u lãnh mà khiếp người thấy cảnh này thạch thôn chúng người quá sợ hãi quát mau tránh bọn hắn biết rõ hai cái tiểu gia hỏa thiên phú dị bẩm mà dù sao vẫn chưa tới bốn tuổi nhưng đối phương tuổi càng lớn thần lực càng kinh người có thể dơ lên năm sáu tòa đỉnh nhưng cùng thạch lâm hổ tranh cao thấp một hồi ngươi liền hại tử đều xuống tay được người thạch thôn muốn trách cả mí mắt. Công. Nhưng mà, làm người ta giật mình chính là, tiểu bất điểm không chút hoang mang, trực tiếp duỗi ra tay nhỏ trảm tại cán tên bên trên, đem nó chấn bay chéo ra ngoài, lệnh một đám người cứng họng, nói không ra lời. Chỉ có số ít người nhìn thấy, lòng bàn tay của hắn có một cái ký hiệu lóe qua, cấp tốc dập tắt. Mà Lâm Dương thì là duỗi ra sữa non tay nhỏ, nháy mắt đem mũi tên sắt nắm ở trong tay thiếu niên bái phong nhìn thấy một màn này, lộ ra kinh sợ, đây chỉ là một đứa bé mà thôi, thế mà có thế một tay đẩy ra hắn mũi tên sắt, khó tránh có chút khó tin. Phải biết, hai cánh tay hắn chấn động, đủ để dơ lên năm sáu tòa đỉnh đồng, to lớn mũi tên sắt có thế mặt đá nước kim, loại kia cự lực căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận, đủ để bắn dết lông giác tượng. Người bái thôn rất giật mình, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn bái phong đáng sợ đến cỡ nào, thiên phú dị bẩm thần lực kinh người phi thường hiếm thấy nhưng hôm nay đối mặt hai cái này thạch thôn đứa bé một cái tiện tay một kích liền đem mũi tên sắt đánh bay một cái càng là trực tiếp bắt lấy mũi tên sắt cái này khó tránh quá không thể tưởng tượng nổi ta nhìn muốn chết chính là ngươi lâm dương trong tay cầm mũi tên sắt ánh mắt băng hàng nhìn thoáng qua bái phong sau đó bỗng nhiên vừa dùng lực cầm trong tay mũi tên sắt trực tiếp quăng tới mũi tên sắc vạch phá bầu trời, ô ô rung động, giống như là cửu u quỷ âm, to dài cán tên tản ra khiến người ta run sợ kim loại ánh sáng lạnh, cực tốc bay tới, cực kỳ làm người kinh hãi. A, à. mũi tên sắc phá toái hư không, bay phất phới, thế như chẻ tre, trực tiếp từ bái phong trước ngực xuyên qua, sau đó tại xuyên thủng hai viên cự mộc về sau, mới vừa rồi dừng lại. A. Mũi tên sắc xuyên ngực mà qua, tại bái phong trước ngực lưu lại một cái kinh người máu động, máu tươi tuôn trào ra. Bái phong chật vật ngẩng đầu, ánh mắt không cam lòng nhìn Lâm Dương một cái, hắn cái này bái thôn đệ nhất thiên tài, thế mà cứ như vậy chết rồi. Âm. Sau một khắc, bái phong triệt để mất đi sức sống, ngã trên mặt đất. a, à, cơn gió. Bái thôn một vị lão giả thấy cảnh này, lập tức kêu to, tay che ngực, đau hò ra một ngụm máu tới. Kia là hắn cháu trai ruột kết quả cứ như vậy bị ở ngay trước mặt hắn dết. Ta muốn toàn bộ các ngươi đi chết. Lão giả tóc tai bù xù, sắc mặt tăng đỏ như máu, sau đó lại trở nên xanh xám, biểu tình đáng sợ dọa người, không còn có trước đây thông dông. Sau đó hắn dùng tay vuốt ve trên cổ tay này chuỗi ống ánh tuyết trắng vòng răng thú, phù văn lấp lóe, hắn hét lên một tiếng. Xeo, xeo. Vòng răng thú lập tức quan mang đại thịnh, mỗi một khỏa răng thú đều nổi lên mỹ lệ hoa văn, sáng lóa, từ thú xuyên bên trên tróc ra, tản ra đến, bay về phía Lâm Dương. Lão giả ánh mắt quán độc nhìn xem Lâm Dương, hắn nhìn rất rõ ràng, chính là cái này thạch thôn đứa bé giết cháu của hắn. Cẩn thận, đây là bái thôn tổ khí. Thấy cảnh này, thạch Lâm hỗ trợ người sắc mặt đại kinh, giận không kềm được, người bái thôn thế mà như thế ti tiện, sử dụng bảo cụ đối phó một đứa bé. Trắng sáng như tuyết trăng thú hóa thành điểm sáng, ánh sáng thần thánh vẫy xuống, phóng tới đến đây, như sao băng xẹt qua bầu trời, sáng lạng mà mỹ lệ, nhưng lại tản ra khí tức kinh khủng. Lâm Dương nhìn xem răng thú bay tới, không sợ chút nào, tay cầm tách ra ánh sáng sáng chói, sau đó một đạo khổng lồ thạch quy hư ảnh hiện ra, đem bay tới răng thú toàn bộ ngăn trở. Lâm Dương tay trái thi triển thạch quy bảo thuật, tay phải thi triển thanh lân ưng bảo thuật, một cái hộ thể, một cái đối kháng, đánh giết tới đằng trước, vang vọng len keng, cùng cái kia phiến điểm sáng kịch liệt va chạm cái này giống như là thần linh quyết đấu mỹ lệ mà sáng chói không cần nói là ngân nguyệt vẫn là những thứ này mưa ánh sáng đều vẫy xuống liên miên ánh sáng thần thánh lệnh phụ cận một mảnh lộng lẫy ánh sáng phân tán khí lành từng đạo từng đạo dâng lên Rồng rã mấy chục lần va chạm ngân nguyệt bể nát một vòng lâm dương lại tụ hợp, từ đầu tới cuối duy trì hai vòng cùng cái kia mưa ánh sáng tranh phong chợt cao chợt thấp ánh sáng thần thánh văng khắp nơi vù vù, một tiếng rung rẩy, cái kia phiến điểm sáng đảo ngược bay trở về, một lần nữa hóa thành một đầu vòng trăng thú, xuất hiện tại tay của lão giả trên cổ tay, khỏa khỏa trắng muốt sáng long lanh, mỹ lệ lay động mắt người. Loại này bảo cụ làm người ta kinh ngạc, giết địch ở vô hình ở giữa, khó lòng phòng bị, nhưng lại như vậy linh lung tinh xảo, mới nhìn không có một tia đại sát khí dáng vẻ. Ngươi dùng không phải bảo cụ, người đây là Cốt văn lực lượng lão giả nghi ngờ không thôi, lần thứ nhất biến sắc, như thế ấu tiểu hài tử nắm giữ loại này lực lượng thần bí, thật là đáng sợ. Cái gì? Nơi xa, người bái thôn tất cả đều nghẹn họng nhìn trân trối, từng cái đều giống như như nhìn quái vật nhìn chầm chầm lâm dương, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Thiên tài lại như thế nào, còn không phải như vậy muốn chết. Lão giả quát lên. Tiểu dương tử cẩn thận, kia là tế linh ban thưởng bảo cụ, bởi vì còn sống, không cần vận chuyển cốt văn cũng có thể sử dụng ban cho người nào người nào liền có thể nắm giữ nghe vậy thạch lâm hổ nhắc nhở thần sắc lo lắng lâm dương gật gật đầu đáp a à, hổ thúc ta biết rồi nhỏ như vậy thằng nhãi con liền biết được vận chuyển cốt văn lực lượng thần bí mà lại tạo nghề sâu như vậy chính là tại những cái kia bộ tộc lớn bên trong cũng nên tính là thiên tài ghê gớm đi lão giả rất tỉnh táo ánh mắt băng hàng mang theo tàn lạnh ý cười, nói. Đáng tiếc, người sống không lâu. Vù vù một tiếng, đầu kia vòng răng thú lần nữa bay lên, sau đó tản ra, hóa thành từng hạt điểm sáng, gào thét lên phóng tới Lâm Dương. Lần này điểm sáng sắp xếp, hóa thành một đầu tương tự sói quái vật, nhào về trước đến, mở ra chói mắt giữ tận miệng lớn, nuốt cắn Lâm Dương. Ken Lâm Dương thi triển thanh lân ưng bảo thuật, ngân nguyệt xoay tròn, chém về phía đầu hung thú kia, gào thét bên trong phát ra liên miên ánh trăng, tường hòa mà thần thánh, cả hai va chạm, tia lửa tung tóe. Thật mạnh bảo thuật, vậy mà có thể so sánh bảo cụ, quả thật kinh người. Cái này oa nhi tuổi còn nhỏ, lại mạnh mẽ như vậy, quả nhiên là năng lực ép những cái kia đại tộc thiên tài a, à, khó lường. Bái thôn lão giả sợ hãi tháng phục, càng thêm kiên định, muốn trừ hết Lâm Dương, thù đã kết xuống, không thể thiện chỉ có triệt để giết đứa bé này mới có thể an tâm. Xoẹt. Ánh lửa ngút trời, đầu hung thú kia hóa hình, phân tán thành mấy bộ phận, móng vuốt sắc bén, bồn máu miệng rộng, đầu đồng, lưng sắc chờ tản ra, cũng là từ điểm sáng tạo thành, hướng về lâm dương trấn sát xuống. Cái này bảo cụ từ 42 khỏa răng thú tạo thành, có thể hợp tụ, có thể phân tán, tiến công thủ đoạn đa dạng, khó lòng phòng bị. Ta nhìn ngươi như thế nào đối kháng? lão giả khẽ quát niềm động tế linh dạy cho hắn mật chú lệnh thú răng hóa thành mấy món vũ khí móng vuốt sắc bén cùng đầu thú chờ sinh động như thật công lâm dương thi triển thanh lân ưng bảo thuật một vòng ngân nguyệt giao kích vùng chém cái kia móng vuốt sắc bén bồn máu miệng rộng chờ kịch liệt va chạm sau đó một vòng ngân nguyệt đột nhiên nổ tung liên miên ánh bạc tóe lên lập tức đem những điểm sáng kia đánh bay nơi xa lão giả giật mình rút lui bởi vì Lâm Dương lợi dụng cơ hội khó có này, thi triển ra vân tước bảo thuật chính hướng phía hắn đánh tới, nghĩ trước chém giết hắn người này. Tiểu hai này thế mà còn nắm giữ cái khác bảo thuật. Lão giả trong lòng vô cùng kinh hãi. Mưa ánh sáng liên miên, cấp tốc bay ngược mà quay về, bảo hộ ở lão giả trước người, hắn thần sắc trấn định, nói. Ngươi lại nhanh còn có thể nhanh hơn bảo cụ sao? Lâm Dương lười để ý tới hắn, trực tiếp tiến hành công kích, thi triển thanh lân ưng bảo thuật, hai vòng bạc mặt trăng bay lên, chém về phía thân thể của hắn. Giờ khắc này, 42 khỏa trăng thú cùng một chỗ lơ lửng, tất cả đều phát ra ánh sáng sáng chói, hai bên tương liên, giống như là hóa thành một món chiến y, tròn tại trên người lão giả. Ngân Nguyệt không ngừng chặt chém, trong lúc nhất thời lại khó mà công phá, cái kia 42 khỏa trăng thú hai bên tương liên, tạo dựng thành một món ánh sáng ống ánh áo, kiên cố vô cùng cùng trong lúc nhất thời, có chút trăng thú càng thêm lóa mắt, hóa thành chủy thủ, linh tiễn nhóm vũ khí, đều là biến thành ánh sáng đồ vật, bắn về phía Lâm Dương. Đương, đương. Lâm Dương thi triển thạch quy bảo thuật hộ thể, răng thú đâm vào Lâm Dương trên thân, phát ra kim thiết đang xen âm thanh. Tại đây phiến bên trong đại hoang, ngươi như thế thiên tài, cho dù là cái nào đại bộ lạc cũng không xuất hiện, chỉ tiếc, hôm nay muốn chết yểu, quắc con ta tiễn ngươi lên đường kết thúc cái này ngắn ngủi mà thật đáng buồn một đời đi. Lão giả thần sắc có chút đáng sợ, bước lên phía trước. Hắn cậy vào bảo cụ, bảo vệ bản thân, không sợ sệt cái kia hai vòng ngân nguyệt, từng khỏa trăng thú phát sáng, hóa hình thành quan tiễn, các loại chủy thủ, hướng về Lâm Dương thân thể bay đi. Phá Lâm Dương hét lên một tiếng, sắc mặt lạnh lùng, trên mặt không có chút nào lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì hắn còn không có thi triển ra toàn lực. Quanh một tiếng, hai vòng ngân nguyệt đụng vào nhau, bộc phát ra chói mắt tia sáng màu bạc, mơ hồ trong đó truyền đến từng trận ma cầm thét dài âm thanh, như sóng lớn vỗ bờ, như loạn thạch băng vân, kinh tâm động phách. Ngân nguyệt nổ nát, hai đầu cái bóng mơ hồ bay ra, hợp lại cùng nhau, hơi chân thực một chút, hóa thành một đầu kinh khủng ma cầm, dương cánh đánh ngày, phóng tới lão giả. Âm. Giống như là một thanh bảo sử nền xuống, lão giả tại chỗ máu phun phè phè, trên người bảo cụ thoáng cái ảm đạm đi khá nhiều, 42 khỏa răng thú tản ra, từ hắn trên thân rơi xuống. Lão giả quá sợ hãi, mà những người khác thì rung động, vậy nhưng một món bảo cụ A, à, là tế linh bang tặng xuống, lại bị một đứa bé quả thực là cho anh mở. Lâm Dương khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn vừa rồi đột nhiên thi triển ra thanh thiên bằng bảo thuật, quy lực so thanh lân ưng bảo thuật phải lớn hơn mấy lần, đánh đối phương một trở tay không kịp lợi dụng cái này cơ hội khó được, Lâm Dương nhảy lên thật cao, chân nhỏ chưởng đạp về mặt của lão giả. Âm. Người khác tuy nhỏ, thế nhưng khí lực lớn khủng bố, nhảy lên cao mười mấy mét, như thế rơi xuống, tầng tầng lớp lớp đạp tại trên mặt lão giả, là rất đáng sợ một sự kiện. Rắc một tiếng vang nhỏ, lão giả bên trái gương mặt lập tức biến hình, xương cốt gãy mất, hắn đau nhức mặt mày méo mó, nước mắt nhìn không được trì rào lăn xuống, phát ra sói tru tiếng kêu. Phanh. Lâm Dương không có lưu tình, lại một chân đạp trên mặt của hắn, cái chân còn lại thì đạp ở lồng ngực của hắn, đồng dạng cự lực kinh người, xương ngực kéo kẹt kéo kẹt trung động, sau đó răng rắc vài tiếng gãy mất mấy cây. Cứ như vậy, Lâm Dương một chân đạp trên mặt của hắn, cái chân còn lại đạp tại nó trên lồng ngực, đi theo bay ra ngoài, sau đó cùng một chỗ rơi rơi xuống đất. Lão giả kêu đau đớn, đều có chút không giống loại người phát ra, bởi vì Lâm Dương là dẫm lên hắn rơi xuống. Lúc này, hắn nửa gương mặt triệt để xẹp xuống, mà phía bên phải xương ngực càng là toàn bộ bẻ gãy, khóe miệng không ngừng chảy máu. Tất cả những thứ này quá nhanh, người nào cũng không nghĩ tới lâm dương sắc bén như vậy, thời khắc máu chốt một cái chí cường bảo thuật tế ra, lại phá vỡ tế linh ban thưởng bảo cụ, thực tế nghịch thiên. Dừng tay. Nhanh đoạt lại bảo cụ. Bái thôn những người khác nhìn thấy một màn này, lập tức cùng một chỗ kêu to. Lâm Dương lộ ra một tia cười lạnh, sau đó vẫy tay một cái, một vòng ngân nguyệt xoay tròn, nâng lên đầu kia vòng trăng thú bay trở về, đưa đến trước mắt của hắn. Đầu này vòng tay thật rất mỹ lệ, 42 khỏa trăng thú đều trắng muốt theo dương chiên ngọc thạch, chấp động sáng bóng trong suốt, rực rỡ ngời ngời, ẩn chứa một sức mạnh kỳ dị. Lâm Dương sờ sờ, sau đó trực tiếp mang tại trên cổ tay của mình. Nhìn thấy một màn này, người bái thôn tất cả đều kinh sợ không thôi, cái này thế nhưng là nhất tộc chí bảo, cứ như vậy bị cái này Lâm Dương cho hắc khởi đến. Lão giả tại Lâm Dương dưới thân kêu thảm không ngừng kêu thảm, Lâm Dương hơi nhúng chân, lệnh thân thể của hắn nửa tan. Người bái thôn thấy thế, rống giận, cùng một chỗ xông về trước. Lâm Dương thấy thế, dùng sức tại trên người lão giả đập mạnh một chân, trên người lão giả hơn phân nửa xương cốt đều bẻ gãy. Sau đó, Lâm Dương cũng không quay đầu lại từ hắn trên thân đi xuống, đưa lưng về nhau hắn, không nhìn nữa một cái, một vòng ngân nguyệt chém qua, phốc phốc vài tiếng, ánh sáng máu tóe lên, đầu của ông lão trực tiếp bị chém xuống. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.